qua qua để họ hiểu hiểu chữ đó nảnh. Và thứ hai nữa là có tiếng nói chung, hiểu về bệnh sinh bệnh học, thống nhất với nhau. Thì trước khi mình đang đợi nhóm của mấy anh chị bên khối sư sinh qua, thì muốn hỏi anh chị là mấy anh chị sáng nay nghe thứ nhất có hỏi gì không, có đặt vấn đề có hỏi gì không, là rất rất mong muốn nghe ý kiến anh chị, nghe để anh chị để mình có phản hồi feedback lại một chút. Thì khi nói nhanh quá, thật lòng mà nói, Tuấn nghe phản hồi Tuấn nói anh Chí nói sâu quá, sợ mấy em nghe anh không hiểu. Không, thật lòng mà nói, nếu mà nói phức phức thì uổng. Thứ hai, nói mà sơ thì hơi phí cái công anh chị ngồi đây. Những anh chị mà muốn đào sâu hơn, thì trong nhóm anh chị học đây có nhiều em đã chúng học một cho nó nảnh rồi. Có nhiều em cũng đã từng qua như đồng một rồi. Nhưng tất nhiên ở mỗi giai đoạn mấy em cảm nhận khác. Giờ phút này anh chị sẽ nghe lại mình cảm nhận được thấy cái hay của nó chứ. Hay là bởi vì mình đã đạp mìn rồi mình mới thấy nó mìn nó nổ. Lý có hỏi gì không Lý? Có hai vấn đề lớn, u não gây biến chứng xuất huyết có thể chứ, nhưng cái điều quan trọng nhất là em sẽ để ý về cái triệu chứng của nó và cái đặc điểm gì là trên một cái mass, trên cái khối đó nó có mạch máu không. Nếu một cái hematom thì không có mạch máu, mà nếu là khối u mà nó xuất huyết thì nó có flow, u thì nó có flow. Đó là cái điểm. Điều quan trọng thứ hai, thông thường thì nếu mà là một cái hematom độ 4, thông thường thì ngày nay người ta rất muốn có thêm cái CT, có thêm một cái ông quan tòa khác mà nó mang tính chất khách quan hơn. Họ nói rằng bác sĩ khi siêu âm nó hơi chủ quan và nó không có thì nên những trường hợp nặng đôi khi cũng có một cái đó. Một cái CT đó nhằm mục tiêu là gì? Nó là một quan tòa. Thứ hai nữa là bằng chứng để sau này em theo dõi. Còn nếu hình ảnh siêu âm, mình theo dõi, nếu theo dõi một người thì dễ. Nhưng mà theo dõi người này người kia đo, theo dõi đôi khi họ nhận định khác. Anh ví dụ có những thương tổn đôi khi nó nằm ở vùng thùy trán ở trước ngoài, ở ngoại vi quá. Nhiều khi mà em coi, người này coi thấy, người kia không thấy rồi nha. Có đó. Và chính vì đó nó sẽ dẫn đến mang tính chất gọi là nhiều em vô sớm xác coi cái tin không thèm tham khảo ý kiến trước, các cái chẩn đoán trước, cái chẩn đoán bình thường mà khi đó có một cục nằm ý trước. Nên cái điều quan trọng là gì? Nếu em nghĩ là hematom xuất huyết não độ 4, độ 3, độ 4 thì thường thường người ta có cho cái chỉ định CT. Nhưng nếu như nó không di chuyển được thì sao? Nếu không di chuyển được thì không được, trong điều kiện bất khả kháng thì hình ảnh đó vẫn có giá trị như vẫn quyết định như thường. Chỉ trong trường hợp mà di chuyển được hoặc là trong tương lai sắp tới thì người ta vẫn làm cái CT, đó là để mình theo dõi. Còn về phía khối u thì như nãy em nói, quan trọng nhất em dựa trên đặc tính tưới máu flow cho. Nếu có flow thì nó gợi ý em một cái xuất huyết trên nền tảng một khối u. Thực tế lâm sàng thì anh vẫn gặp chứ không phải là không có. Tại vì em là chủ sĩ, chủ nhà nữa mà, thứ hai cái em thường gặp nhất cứ hỏi. Hồi âm gì? Với thương tổn một cái xuất huyết dưới nội mạc tủy độ 2 kèm theo một cái nhũng não nhồi máu kế bên nó thì em không cần làm CT MRI gì hết, chỉ theo dõi thôi. Đây nó một xuất huyết độ 2 nhẹ
không cần. Điều quan trọng là câu hỏi đặt ra, nó là xuất huyết độ 2 hay là độ 4? Thì vấn đề là gì? Không khó, là bởi vì như nãy có phân tích. Cái khối đó, cái phần echo dày nó cạnh não thất đó, nó không có dưỡng mát, không phải là một khối. Mà tại sao nó xảy ra? Bởi vì khi mà nó xuất huyết, nó có thể tổn thương mạch máu lân cận. Cơ chế tổn thương mà. Thì cái mạch máu đó bị tổn thương đó, đôi khi mạch máu nó tưới máu cho vùng đó, nó bị ischemy. Vậy thôi. Nhưng nó không phải là một cái hematome để mà em bắt buộc em phải làm. Tại sao nói điều này? Bởi vì thỉnh thoảng ngày xưa có những trường hợp nối đêm bác sĩ lâm sàng cho đứa trẻ nó có những cơn ngưng thở tím ở trẻ sơ sinh. Siêu âm trả lời xuất huyết não độ 1, độ 2 dưới nằm mặt tủy. Kêu lên hỏi, nó ok, nhưng mà vấn đề nằm chỗ nó không phải là nguyên nhân gây cơn ngừng thở. Hãy coi lại. Tại vì sao ngừng thở, những cơn ngừng thở, những cơn rối loạn nhịp thở ở trẻ sơ sinh, nó không phải do xuất huyết não không, mà nó còn liên quan đến bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Trong bệnh trào thực quản nó vẫn có thể gây ra những cơn malaise, những cơn tím, những cơn ngừng thở. Cho nên đừng có quy chụp nó. Mình kết luận cái này là cái xuất huyết não này nó là hậu quả của gây những cơn ngừng thở, cơn tím của đứa trẻ này, không phải. Lúc đó nó coi chừng nó bị trào ngược. Em hiểu không? Nên vấn đề là gì? Giá trị phân độ là chỗ đó. Anh thấy độ 1, độ 2 nó không tương ứng mức độ lâm sàng thì phải đi tìm nguyên nhân khác. Chứ đừng thấy mà thấy nó là một cái này mình gắn cho nó vô thì đôi khi mình bị bỏ sót chẩn đoán. Thì để cho câu việc mình nó kịp và không trễ thì em có chuẩn bị câu hỏi không? Thực ra nó xuất huyết buồng dưới nội mạch tủy mà nó lan ra hệ thống não thất. Một khi nó đã đưa đến một xuất huyết trong não thất, chắc chắn nó phải là từ độ 2. Và khi mà nó đã bắt đầu giãn não thất là độ 3. Tiên lượng gì? Nó sẽ đưa đến não thủy. Nó xuất huyết dưới não thất thì nó sẽ nguy cơ não thủy nhiều hơn. Nhưng nguy cơ mà để là di chứng thần kinh không giữ. Nhưng ngược lại, một khi đã xuất huyết mà tụ máu dưới chủ mô, nó lan ra chủ mô, xuất huyết trong nhu mô não, trong bán cầu, thì nó sẽ nguy cơ bị di chứng. Di chứng gì? Porencephaly. Nó thể để di chứng porencephaly, teo não. Và tất nhiên nó sẽ chắc chắn là nó sẽ có cái biểu hiện về yếu liệt hoặc là chậm phát triển co giật, co gông. Nhưng ngược lại, nếu nó chỉ là một xuất huyết dưới nội mạch tủy, trong đám đó mạch mạc, xuất huyết trong, nó chỉ gây ra xuất huyết trong não thất thôi, thì như đã nói, nó chỉ có nguy cơ não thủy. Mà nguy cơ não thủy thì không lo lắm. Tại sao? Thì với não thủy, người ta có hai cái option chọn lựa. Hoặc là can thiệp đục thủng xuyên sàn não thất. Nó đục thủng bên trong, dẫn lưu bên trong. Hai là dẫn lưu từ não thất xuống ổ bụng. Dẫn lưu rồi thì nó không sao hết. Đứa trẻ vẫn phát triển bình thường. Còn ngoại trừ nó tệ, nếu mà đã xuất huyết trong nhu mô não, xuất huyết trong bán cầu, nó teo não, nó chậm phát triển, nó co gồng, co giật, đó là di chứng thần kinh. Còn não uống thủy hậu quả của xuất huyết anh đỡ lo hơn. Bởi vì sao? Do nó đó, nó chỉ đục thọc sàn não thất qua phẫu thuật nội soi, hoặc là nó dẫn lưu xuống ổ bụng. Tuyệt vời, không khó, không di chứng nhiều hơn. Hai cái nhìn do góc độ khác nhau. Thì chiều nay anh xin lỗi, anh bắt đầu được không? Anh chị có hỏi gì thêm không? Anh nghe hai câu, một hai. Mama, I'm not that kind.
Ở đây có hai điểm rất quan trọng em. Cái điểm đầu tiên là trong trường hợp nó hiện diện máu trong não thất, tức là xuất huyết độ 2 đó, đã đi đó, thì lúc đó trong một số trường hợp nó có phản ứng và màng bao tử nó sáng lên. Đó là cái cạm bẫy mà cách đây mười mấy năm về trước anh đã đạp rồi, đạp mìn á. Bởi vì sao? Đó anh thấy màng bao tử sáng, kênh chẩn đoán một câu là gì? Theo dõi gì màng não, nó chọc giò, chọc da tàn là nó là dịch vàng trong không? Đó là cái mìn đạp. Câu hỏi đặt ra tại sao về sau này anh mới phát hiện ra được? Bởi vì khi mà đi Tây rồi mới thấy là những ca đó, tại vì mình có đi chụp MRI, chụp CT, thì mới biết rằng nó có hiện tượng viêm não thất. Như vậy câu hỏi đặt ra, viêm não thất, màng bao não thất nó sáng, làm sao phân biệt nó với viêm màng não mủ? Không khó, quá dễ, hồi nãy nói rồi. Hai điểm, điểm đầu tiên, hội chứng nhiễm trùng. Đứa trẻ nó có hội chứng nhiễm trùng, vân não nó sáng lên, cái màng bao não thất nó sáng là chỉ viêm não thất, nhưng mà khi mà nó có phản ứng màng não, vân não nó sáng lên, nó cuộn não, thì đó là dấu hiệu rất gợi ý viêm màng não. Vân não nó sáng lên, màng bao não thất sáng, dịch có hồi âm, có phíp riêng, thì đây là một cái viêm màng não có biến chứng viêm não thất. Còn nếu chỉ là màng bao não thất sáng, màng bao não thất sáng thôi, dịch nó có thể có hồi âm, nhưng mà nếu em thấy cái vân não, cuộn não nó không có phản ứng, thì lúc đó em coi chừng đây là một cái xuất huyết. Tất nhiên nếu như lâm sàng, hình ảnh em không phân biệt được, vẫn cho phép em chọc trò thủy sống. Nếu em không loại trừ được viêm màng não, lâm sàng không có hội chứng nhiễm trùng không rõ, thì vẫn cho phép. Và sự chọc trò đó là yếu tố để em xác định chẩn đoán được. Được không em? Em hiểu chưa? Lý hỏi gì Lý? Tại vì rất muốn tụi em hỏi. Tại vì khi tụi em hỏi có nghĩa là tụi em có quan tâm tới cái bài nói một chút. Thứ hai nữa là biết chỗ ngứa, và thứ hai nữa là đôi khi anh học ở tụi em cái gì đó. Anh xin lỗi một câu là anh đã từng đi nói với tụi em, mấy anh chị đi học, anh nói như vậy nè. Anh dạy, không phải là anh học, anh dạy học cái bài là dạy, nhưng là để anh học. Đừng bao giờ mang tính chất ban. Tại vì khi anh nói là để anh học ở tụi em đó, tại vì chỉ tụi em mới là người phản hồi lại của anh thôi. Anh rất nghe. Thank you. Dễ. Tại sao nhồi máu dưới vỏ là vỏ não hồi âm dày? Bệnh lý chắc chắn là vùng chắc chắn. Trong cái slide này, bộ slide này, ông không cho em hình ảnh phù não. Tại cái phù não, sự khác biệt của chất xám và chất trắng nó xóa mờ. Còn cái bệnh lý chất trắng thì cái vùng chất trắng trung tâm bán cầu hồi âm dày. Một đứa trẻ đến với em trong bệnh cảnh co gồng, hôn mê, trên siêu âm chỉ thấy vùng chất trắng trung tâm bán cầu, có thể nó lan từ vùng thùy trán thì đỉnh nữa. Ê cô dày là phải nghĩ đến lệnh bệnh lý chuyển hóa, bệnh lý chất trắng. Bệnh lý chất trắng là không ai bẻ em đó, thì trong đó nó có nguyên nhân chuyển hóa. Em cứ thấy là bệnh lý chất trắng, rồi lúc đó người ta đi tìm cái bi lăng chuyển hóa hay là bệnh lý gì đó tùy họ. Chứ đừng cái đó là bệnh lý chuyển hóa mà em là bệnh lý chất trắng, tại vì nó tổn thương chất trắng. Biểu hiện lâm sàng bằng một cái hôn mê co giật. Đến với em lúc đó làm gì? Người ta sẽ làm một cái bi lăng NH3. Gặp rồi. Và anh rất tự tin là bởi vì sao? Những ca nó vô hôn mê, coi giật không biết. Và mấy em, em biết bác sĩ Tâm mà. Tâm anh Trí coi mẹ em, coi mẹ em. Tại không đi chụp MRI được. Trong điều kiện nó hôn mê gồng, MRI cũng đi không được. Đi ra ngoài làm. Cho nên bắt buộc anh, chỉ cần anh thoáng cho một câu. Đây là hình ảnh bệnh lý chất trắng. Trong cái tắp lô lâm sàng đó sẽ đi theo cái hướng đi tìm bệnh nguyên nhân chuyển hóa. Anh nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là hình ảnh gợi ý em viêm não. Viêm não. Ở trên một đứa trẻ sốt mà nó gồng ở ngoài không anh không biết, nhưng mà vùng nhân nền hồi âm dày đó gợi ý em viêm não. Chứ không phải là viêm màng não. Nhưng bác sĩ của mình hay chẩn đoán câu là viêm não, màng não. Nhưng cái đó là nếu nó chỉ đơn thuần ở vùng nhân đuôi đồi thị, hồi âm nó dày, không vui quá, mà sốt, coi chừng, nó có gặp, coi gặp, coi chừng không? Viêm não. Diệt. Đúng, nó bị hai bên mà. Tổn thương hai bên, nó viêm não. Ca này chắc chắn viêm não. OV 71 không? Nó mới nói viêm não đó em. Vấn đề nó dày, đây là một cái tổn thương của vùng nhân nền, hồi âm dày. Trước giờ có siêu âm hay chỉ lần này mới siêu âm? Điều quan trọng thứ hai, giờ phút này, nó, trước giờ nó nằm hồi sức vì cái gì? Câu hỏi, tại vì em hiểu hai vấn đề lớn. Cái điểm đầu tiên, nó đang điều trị bệnh đó, ai nói được nó vẫn có thể xuất hiện giai đoạn sau này, nó là một cái viêm não thì sao? Nếu tụi em để ý kỹ những đứa trẻ, ví dụ bệnh lý vàng da nhân, đôi khi em cũng thấy được dấu hiệu này. Vàng da nhân vẫn có tổn thương nhân nền, tổn thương dày tổn, nhưng ca này anh cảm nhận, anh có cảm giác rằng nó là viêm não. Còn câu hỏi tại sao nó nằm ở sức giờ, rồi giờ để em không bằng chứng trước đó, em giờ đụng cái đang nằm, nó đang điều trị viêm phổi, và đụng cái nó ra bệnh cảnh, nó co giật, nó đang co giật hôn mê, ai nói được. Có thể bây giờ trước thì nó bỏm vậy, nằm viện vậy, đang đứa nào vô viêm não vậy, nó lây cho nó, ai biết thiệt mà. Trong trường hợp này thì mình chỉ cần trả lời là gì? Tổn thương vùng đồi thị hai bên, tổn rất viêm não. Còn họ đi phân lập, họ chọc dò tủy sống, phân lập là phải làm. Và điều quan trọng, cái này trong trường hợp này phải làm, lý do chọc vào tủy sống là phải làm rồi. Tại sao? Bởi vì nó có dấu hiệu sốt và co giật, có dấu hiệu hôn mê là phải làm rồi. Anh nghĩ là nên làm. Hai điểm. Cái điểm đầu tiên, trào ngược dạ dày thực quản, đây là một bệnh lý rất thường gặp. Rất thường gặp. Nhưng phải hiểu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán trào thực quản là trong điều kiện đứa trẻ không bị, đang bị nhiễm trùng tiêu hóa cấp. Bây giờ đang ối ỉa đi siêu âm chi? Đứa trẻ đã bị ối kéo dài, đang bị viêm phổi, nên coi. Tại sao? Bởi vì cái viêm phổi đó có thể là nó là hậu quả của cái trào ngược, nó viêm phổi hít. Sự phát hiện của em đôi khi nó có giá trị chứ, nên làm. Nhưng đang ối ỉa thì không nên. Tại vì nhiều em nó đang ối ỉa thì nó vẫn cho đi siêu âm đi tìm trào ngược, hơi thừa, không nên làm. Điều quan trọng thứ hai, siêu âm nếu em thấy trên một đứa trẻ viêm phổi kéo dài, viêm phổi khò khè mà em thấy có dấu hiệu trào ngược thì rất tốt để em chẩn đoán trào ngược thực quản là có khả năng liên quan tới cái này. Nhưng ngược lại, không thấy trào ngược thì không có nghĩa là không bị trào ngược. OK, đến ngày nào đó đẹp trời đi rồi em sẽ nói một bài về trào ngược dạ dày thực quản từ A tới Z, từ bệnh sinh lâm sàng tới điều trị. Thì khi em hiểu nó rồi em sẽ mới thấy được cái tại sao trong người thực quản nó biểu hiện bằng 3F, tại sao nó biểu hiện quẹo cổ, tại sao nó viêm thanh quản, tại sao mà nó sáng ngủ dậy. Ngày xưa anh nhớ hoài, có cách mới ra trường được 2 năm, có một bệnh nhân lớn chút hỏi anh Chí ơi, không hiểu tại sao cứ sáng nó ngủ dậy cái miệng đắng quá. Thời điểm đó không biết, nhưng sau này mới biết đó là gì. Trào ngược tá tràng dạ dày thực quản.
trong trào ngược nó có trào ngược dạ dày thực quản, nhưng trong trường hợp này nó trào ngược tá tràng dạ dày thực quản, chính cái dịch từ tá tràng lên, dịch mật nó đắng miệng. Có những bệnh nhân tại sao nó khàn giọng, đi bác sĩ Trí khàn giọng nè, khàn giọng mất giọng hoài, viêm thanh quản hoài, bị trào ngược. Tôi bị trào ngược, có trào ngược, bữa nào mà ăn no nghỉ chút xíu trào ngược lên. Nhưng nó liên quan tới trào ngược. Bệnh nhân nào bị viêm tay giữa hoài một chỗ phải nghĩ đến trào ngược đó, tại vì em phải nghĩ tới nó thì em mới chữa, mới đi tìm nó anh chữa mới hết. Tại sao có những bệnh nhân cái quản xong hết, bởi vì sao? Bị nó trào ngược, nguyên nhân từ dưới anh không chữa. Và có một cái nguyên nhân trào ngược thực quản nữa mà nó sẵn đây nói chuyện chơi thôi, đó là gì? Một trong những nguyên nhân gây đau ngực ở trẻ em, nó vô chỉ nó đau ngực quá, bác sĩ cứ cho đi xâm tim không à, tại nghĩ ngực cứ phổi tim, nhưng mà quên cái trào ngược. Chính cái trào ngược quản nó gây viêm nóng thực quản, và nó biểu hiện bằng đứa trẻ đâu có chỉ em đâu, người lớn mình cũng đau đau đi nè, nhưng thật ra nó bị trào ngược. Người lớn mình còn biết ở nóng rồi nó có khó chịu, mấy đứa nhỏ đâu nói nó ở nóng, nó chỉ nói là nó đau ở ngực thôi, nhưng đó là do trào ngược dạ dày thực quản. Tại vì sao? Phải biết nghĩ khi nào thì em nghĩ tới trào ngược em đi tìm, và khi em tìm thì điều trị cái gì đó. Bởi vì sao có nhiều anh chị cũng thấy trào ngược cũng thấy vậy đó, nhưng điều trị hoài không hết. Tại sao? Có súng có đạn mà xài không đúng chỗ, mình bắn mình thôi. Có súng có đạn. Tại trong điều trị thực quản nó có nghệ thuật sử dụng thuốc. Tại sao cũng có một ba loại, cũng có prokinetic hay là thuốc chống co thắt, điều tiết cái nhu động, anti-H2 là đúng rồi đó. Tại sao có người điều trị hết mà có người điều trị không hết? Bởi vì sao? Cái dùng thuốc không đúng sao hết? Thôi nó chơi thôi chứ bắt đầu đi không kịp. Rồi chiều nay anh nói về chật khớp háng bẩm sinh, vai trò của tầm soát. Cái chật khớp háng bẩm sinh, mình nói về chật khớp háng bẩm sinh là bởi vì khi mà khớp háng, cái chõm xương đùi nó không nằm hoàn toàn trong ổ cối, nó không nằm hoàn toàn trong ổ cối, có thể nằm nửa trong nửa ngoài, hoặc là nó nằm hẳn ra ngoài, thì khi đó nó gọi, khi mà cái chõm xương đùi nó nằm ngoài ổ cối thì bắt buộc sao? Bắt buộc cái phần sự tăng sản của vùng đáy ổ cối, lấp đáy ổ cối chứ không lẽ giờ cái chõm xương đùi nằm ngoài đó. Thì cái hình sự phát triển của cái mô điểm, mô sơ ở đáy, lấp đáy ổ cối, cho nên một số trường phái nó gọi là loãng sản trong quá trình phát triển. Pháp thì nó gọi là chật khớp háng bẩm sinh, trường phái của Anh thì Pháp Mỹ thì nó gọi là loạn sản khớp háng trong quá trình phát triển. Dễ hiểu, bởi vì chõm xương đùi khi nó nằm ngoài ổ cối thì bắt buộc phải có hình thành cái mô sơ, mô điểm lấp đáy đó chứ. Chứ không là định lấp được. Thì nó gọi là loạn sản khớp háng trong quá trình phát triển. Cái điểm thứ hai, như anh nói, chật khớp háng khi mà chõm xương đùi nó nằm ngoài ổ cối, nằm ngoài hoàn toàn thì nó gọi là chật. Khi nằm nửa trong nửa ngoài thì là bán chật. Gọi là chật khớp háng vẫn, có nghĩa là khi chõm xương đùi đã nằm ngoài ổ cối nhưng không thể đưa trở vô ổ cối được thì nó gọi là chật khớp háng vẫn. Không vững nghĩa là nó nửa nằm nửa trong. Có khi mình thay tả, khi mình dạng đứa trẻ nó ra, nó chui ra ngoài, nó bật ra ngoài thì nó gọi là chật khớp háng không vững. Không vững có nghĩa là vậy, giữa khớp háng vững, chật khớp háng vững và không vững nó có giá trị khác nhau chứ. Khi mà anh nói chật khớp háng vững có nghĩa là khả năng anh nắn khớp thất bại. Nó đã vững có nghĩa là nó đã hình thành ổ cối ở ngoài, bên ngoài rồi. Em đưa nó chứ không được. Có nghĩa là đứa này phải mổ. Nhưng ngược lại, khi anh nói chật khớp háng không vững, nghĩa là anh có thể nắn khớp được. Nó bật ra được, nó bật vô được. Có nghĩa là không vững thì anh có thể tiên lượng là đứa trẻ này nắn khớp được. Cho nên phải hiểu. Như vậy thì tại sao nó bị chật khớp háng? Phải hiểu một chút xíu. Đó là gì? Nó phải có ba cái yếu tố cơ bản.
yếu tố lập trình di truyền, thứ hai là hệ thống cái cơ dây chằng bao quanh khớp, và thứ ba nữa là sự tương thích. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà trong cái bào thai, tại khi em hiểu cái này thì mới giải thích được cái tại sao đứa trẻ nó có cái nguy cơ là gì. Khi đứa trẻ nằm trong bào thai, ở những đứa trẻ ngôi mông nó ngồi nó khép lại, nó khép cái chân lại. Khi khép cái chân lại có nghĩa là cái giỏm chân đùi nó bật ra ngoài, anh hiểu không? Khép chân lại thì chuỗi nó bật ra ngoài chứ. Và khi nó bật ra ngoài thì sao? Nghĩa là nó sẽ nguy cơ nó bị bắn rất cao. Vậy nó nằm ở ngoài ổ cối. Thứ hai, những cái ngôi thai bất thường, ngôi ngang, ngôi mông đó, hoặc là những cái mà nó cái ngôi bất thường đó làm cho cái tư thế đứa trẻ và nó không tương thích, có nghĩa là nó làm cho cái khớp nó sẽ bị bật ra ngoài và nguy cơ bị loạn sản. Cái điều thứ hai nữa là gì? Thứ ba nữa là cái yếu tố về thần kinh cơ, là ở những đứa trẻ mà bệnh về thần kinh cơ, yếu tố thần kinh. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Đó là hãy hiểu, đó là cái hệ thống dây chằng bao quanh khớp này nó chịu ảnh hưởng của estrogen của bà mẹ, cho nên cái bao khớp là lỏng lẻo, cho nên ẩn đứa trẻ nó mới sinh ra. Nhưng đôi khi em thấy có thể là em khám đó lại thấy nó bắn cái hệ thống dây chằng bao quanh khớp này có chịu ảnh hưởng, cho nên estrogen bà mới khuyên nó có, cho nên cái bao khớp là mỏng lẻo dội dã gì, cho nên ẩn đứa trẻ nó mới, nếu mà nó ở giai đoạn đôi khi em thấy có thể là em dội dã gì mới đẻ đi làm hệ thống dây chằng bao quanh khớp nó sẽ tự ảnh hưởng, cho nên estrogen bà mẹ đó là lý do tại sao, cho nên cái bao khớp là mỏng ngược lại dội dã gì, cho nên ẩn đứa trẻ nó mới, nếu mà nó ở giai đoạn đôi khi em thấy có thể là em dội dã gì mới đẻ đi làm hệ thống dây chằng bao quanh khớp nó sẽ tự ảnh hưởng, cho nên estrogen bà mẹ đó là lý do tại sao, cho nên cái bao khớp mà ngược lại vậy gì, cho nên em biết được nếu mà nó ở giai đoạn đôi khi em thấy có thể yếu tố về dội dã gì mới đẻ đi làm hệ thống dây chằng bao quanh khớp nó sẽ tự ảnh hưởng, cho nên không bị sao cả, cho nên tụ chung em ngược lại vậy gì, cho nên em biết được nếu con sâu giai đoạn đôi khi em thấy trên yếu tố về dội dã gì mới đẻ đi làm hệ thống dây chằng bao nó sẽ tự ảnh hưởng. Đó là em hay nghĩ có biểu hiện của thần kinh cơ khớp thì là nên nghĩ tới đi tìm. Còn những cái ví dụ hiểu ối cũng có nguy cơ, nhưng anh chị nhắc ba yếu tố, bốn cái yếu tố mà một trong bảy, cứ mỗi một yếu tố nguy cơ thì cái tần suất sẽ tăng lên 4%, 4 lần. Nhưng chị nhớ, con gái ngôi mông trên 4 kg là phải đi tìm, nó có nguy cơ. Còn ngoài ra nó biểu hiện khác chung kèo, nhưng anh thấy có nhiều em, nhiều một số em, một số nơi nó lạm dụng quá, sinh non có 1 kg mấy, 2 kg cũng đi tầm soát, đứa trẻ nằm cái chân nó bẹt ra hai như con ếch cũng đi tầm soát trực khớp má, nó hỗ trợ. Khi đứa trẻ nó trực thì nó hạn chế, nó dạng mà nó sẽ co, mà nó có dạng ở đâu, trời, nó nằm như con ếch thì cũng đi tầm soát. Cho nên vấn đề nằm chỗ là gì? Mấy em chưa hiểu hết được cái bệnh sinh của nó. Anh nhắc lại là gì? Chỉ cần con gái nặng sanh mổ trên 4 kg, ngôi mông chân có biểu hiện chân bẹo hoặc là hạn chế dạng đó thì mình nên đi tìm. Còn nếu không thì cái tần suất, tại sao mình lại thấy tầm soát những đứa trẻ này? Bởi vì người ta thấy rằng đó là một trong những yếu tố mà đi cà thọt ấy. Đi chân ngắn chân dài là vậy đó. Cho nên mà cái điều quan trọng nhất là gì? Em phải tầm soát. Tại sao? Bởi vì cái thời gian vàng trong mấy tháng đầu thôi. Nếu mà em làm sớm thì nó tuyệt vời, nhưng nếu em để là mất cái cơ hội thì đứa trẻ phải chịu một cuộc mổ rất nặng nề đó. Cho nên cố gắng nghĩ cho nó đi tìm. Như vậy thì ở Pháp thì cái tần suất của nó khoảng 0.3-2%. Ở Áo thì 6.7%. Nhưng một cái báo cáo của ở Medic thì tới 10.3%. Lúc tôi nói chuyện với ông thầy, ôi sao ông sao dữ vậy? Không lẽ Việt Nam mà cái tần suất đi cà thọt nhiều không? Không phải. Tại vì cái tần suất này là dân cái thời điểm này Medic làm một cái công đề tài hợp tác với Từ Vũ.
trên những đứa trẻ đã được tầm soát, đã quét ra một lốp rồi. Đâu ạ? Những đứa trẻ nó có nguy cơ, nó khám xong rồi, nó có nghi ngờ rồi, mới đẩy đi siêu âm. Chứ không phải là trong dân số, hay nói ngược lại, trong cái trần cấp kháng bẩm sinh, nó có yếu tố dịch tễ, có. Thứ hai nữa là có vùng miền cũng có. Ví dụ ngay cả ở Pháp, ở bên sông sông, cái vùng này nó nhiều từng cái vùng ít. Chứ không phải là nó giống nhau đồng bộ. Nhưng ít ra mình phải hiểu là tại sao cái trên cái con số này của mình nó cao là tại vì nó có lý do, là bởi vì nó đã được sàng lọc qua một lớp rồi. Và nó chỉ còn những đứa trẻ là đang nghi ngờ quá rồi mới đẩy đi, cho là dân số, đi trong tất cả nguy cơ. Như vậy thì việc tầm soát trực cấp háng này có ba vấn đề lớn. Phải thứ nhất là phải thực hiện từ ngay khoa dưỡng nhi, hay khoa sản nhi, mình có khoa nhi đó, là phải thực hiện từ khoa đó. Chứ không phải, và mỗi lần đi khám ở bác sĩ nhi khoa phải khám. Nó dường như là bắt buộc, nhưng bác sĩ của mình dường như không có khám. Vô chỉ ngồi khám và ịnh ịnh thôi. Thiệt mà, ít có khi nào có động tác đâu mà ngồi. Tại sao nhiều cái bệnh đông mình ít. Anh vẫn hay nói với mấy anh chị bên lâm sàng gì thôi. Tại vì khi mình, mỗi em không, chứ còn đúng là phải ghi trong đó là có khám test opportunity bật lớp hay không nữa kìa. Như vậy thì cái điểm đầu tiên, việc tầm soát trực cấp kháng bẩm sinh này, đầu tiên là phải hiểu là nó thực hiện ngay từ khoa dưỡng nhi. Bằng cái gì? Khi mà đứa trẻ có dấu hiệu mất cân xứng, có nghĩa là sao? Họ thấy chân dài, chân ngắn. Khi thấy cái nếp lằn mông hai bên không cân đối, khi mà đó, hoặc là người nhà khai với em khi họ thay tả cho đứa trẻ nghe cái, ở cái khớp nó kêu lập cộp. Nghe click, mình gọi là tiếng click. Nhưng mà họ khi họ thay tả, nghe cái chỏm chân đầu, nghe cái bụng hông này, nó giống như lập cộp. Đó là những dấu hiệu bắt buộc em phải làm. Điều quan trọng thứ hai nữa là những đứa trẻ có khớp háng nằm trong diện có nguy cơ. Khớp háng có nguy cơ thì bắt buộc em phải đi tầm soát. Hạn chế dạng. Tức là chân bên trái này nó hạn chế, nó không dạng ra bình thường. Đó. Chứ nằm tràn bẹt ra rồi đi cũng đi tầm soát. Nó hạn chế. Như vậy, người ta tầm soát bằng hai test Octoni bạc lớp. Vì Octoni bạc lớp là gì? Octoni bạc lớp có 3 điểm. Anh chị khám, không thờ, tôi dùng luôn hai tay. Bàn tay này ôm lấy cái gối. Bàn tay ôm gối. Mấy ngón tay này để ngay cái mũi chuyện lớn. Anh để hai bên. Anh đẩy tới. Anh khép vô. Vừa đẩy vừa khép. Còn có khi nếu không thì mình làm từng bên cũng được. Tay này giữ ngay cái chân mu. Ôm trước nhau, đẩy tới. Nhưng mà để cho đứa trẻ nó dễ chịu, thường tôi làm rất lẹ, đẩy vô, khép dạng. Tại sao? Là khi anh chị vừa đẩy tới, vừa dạng ra, vừa dạng. Dạng là học tôi đi bật lớp, để mình cảm nhận ở cái đầu ngón tay mình, cái chỏ của người nó bật đi vô. Giống như anh chị chọc lò tủy sống, nghe nó khịch nhất. Để nghe nó bật vô liền, biết liền. Cho nên chờ đẩy tới, dạng ra, vừa đẩy vừa dạng. Anh làm rất lẹ, chứ không làm. Cái trẻ nó khóc, nó la âm sòng chịu. Người nhà cũng sốt ruột, chứ anh chị đừng nói. Động tác anh chị làm phải đòi hỏi nhanh ở hai điều. Nắm hai đầu. Khi anh nắm cái tay anh để lên cái khớp gối là để cho cẳng chân nó khép gấp lại. Ở tư thế này anh chị để này. Vừa gấp vừa khép. Rồi ở tư thế anh chị đẩy tới, dạng ra. Vừa dạng vừa, cái ngón tay này đẩy cái bật cẳng chân đùi vô. Vừa đẩy vừa bật thì mình sẽ cảm nhận được. Nếu mà khi anh chị đẩy tới nó bật ra ngoài là nghe cái sực ra ngoài. Còn nếu mà anh chị đẩy bật vô có nghĩa là gì? Octoni nghĩa là ở tư thế nó dạng. Mà khi nó dạng mà anh chị nghe được tiếng click có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có đã chật. Octoni là ở tư thế mình đẩy mà dạng thì nó ở tư thế nó dạng là khớp háng đã chật. Nhưng nó vô được, nghĩa là có khả năng nó khớp. Ngược lại, khi anh đẩy tới, anh bật ra, mà anh đẩy tới, bật ra, nó là bạc lớp dương tính.
bật lớp có nghĩa là tôi thấy vừa khác nè, nó bật ra nghĩa là cô khác có khả năng bật. Tại vì khi anh vừa đẩy vô và anh khép có nghĩa là nó bật ra, thì khi đó người ta gọi là bật lớp dương tính, nghĩa là cô khác có khả năng bật. Ọt tôi đi là đẩy vô thì lúc đó nó gọi là gì, nó gọi là có khả năng nóng khớp, đã chật rồi nhưng có khả năng nóng khớp. Ok, như vậy thì sao đó Octoni, tức là cái chị đẩy, đẩy ra mình bật cái vô. Thì có nghĩa là một khi mình gọi là Octoni dương tính, nghĩa là gì? Anh chị phải hiểu một cái từ. Octoni dương tính nghĩa là khớp háng đã chật, có khả năng nắng khớp. Tại vì anh nắng được, nó bật cái vô, anh nghe được cái click. Cho nên gọi là octo. Còn bạc lớp là anh đẩy tới, nó bật ra ngoài thì nó có khả năng bị chật. Hai ý rất quan trọng. Rồi. Ok. Điểm đầu tiên là hiểu cái giá trị. Như vậy thì nó lại đẻ ra một điều thứ hai là những trường hợp mà khớp háng đó đã chật rồi, nó đã hình thành ổ cối giả rồi. Đẩy không vô, bật không ra, nó kẹt rồi. Thì khi đó, octonani bạc lớp sẽ bị âm tính giả. Đó là lý do mà cần siêu âm. Anh chị hiểu không? Tại vì một khi nó đã chui ra ngoài, nó đã nằm ở ngoài ổ cối và đã hình thành ổ cối giả. Cho nên vô không được, ra không được. Đâu có nghe click gì đâu. Thì ở thời điểm này, đó là vai trò của siêu âm. Như vậy thì siêu âm mình chỉ định khi nào mình làm? Khi đứa trẻ có biểu hiện lâm sàng. Biểu hiện gì? Chân dài, chân ngắn. Biểu hiện mất nếp, nếp lằn mông, so le. Bên dài cao lên. Và cái quan trọng là gì? Hạn chế dạng. Đó là biểu hiện lâm sàng. Hoặc là khi khớp háng có nguy cơ thì người ta có yêu cầu để tầm soát và chỉ định siêu âm. Vậy siêu âm mình nên thực hiện ở thời điểm nào? Khi, thứ nhất, hoặc là lắc lâm sàng mình khám thấy nó chật rồi, thì ngay thời điểm đó, để làm gì? Hoặc là khi mà ở thời điểm em chẩn đoán lâm sàng là có chật khớp háng, em siêu âm để em khẳng định nó chật. Để làm gì? Nếu nó là chật rồi tiếp 4, thì cho người nhà biết đi về. Để sau này mổ. Tại vì một khi nó đã hình ổ cối giả rồi, em đã thấy, lâm sàng đã thấy nó chật rồi, siêu âm khẳng định cái điều nó đã chật rồi, thì thời điểm này mình coi để công việc mới lại rồi, sau đó cho người nhà biết. À bé nó sau này sẽ phải mổ thôi. Tại vì nó không thể đưa vô được nữa, mà cũng không đưa ra được nữa rồi. Nhưng ở những trường hợp mà đó chỉ là những cái yếu tố có yếu tố nguy cơ, hoặc là những trường hợp mà nó còn có khả năng nắng được, mình làm siêu âm thì lúc đó nên tốt nhất là ở tuần thứ tư thứ sáu. Tại nhà nãy em có nói cái thời điểm sớm quá nó vẫn có thể có, nhưng mà nó sẽ tự bình chỉnh lại, tự bình chỉnh do khớp háng lỏng lẻo. Cho nên thời điểm lý tưởng nhất là tuần thứ tư và thứ sáu để làm chi, hoặc là những khớp háng mà có nguy cơ đó. Đó. Cái điểm thứ hai, bởi vì cái khớp háng mà chính xác là cái chõm xương đùi, bản chất là sụn, cho nên nó trên siêu âm thì rất tuyệt vời, nó tốt hơn cả X-quang. X-quang cho anh chị ở thời điểm sớm quá anh chị không thấy, không đánh giá tốt. Điều thứ hai nữa, và nó chính vì bản chất nó là sụn, cho nên cái người đầu tiên áp dụng đó là một tác giả khác. Đây là một bác sĩ chỉnh hình người áo. Ông ứng dụng của siêu âm vô trong việc khảo sát siêu âm khớp háng. Nhưng tác giả Alain Bocquet hoặc là Omer này, hai tác giả này là người ở Pháp, Besançon, ông dùng test dynamic. Thay vì em dùng cái octoni bạc lớp, thì ông sẽ vẫn dùng vô siêu âm, ông nhìn thấy. Để ông ứng được cầu dò đó, đặt cầu dò và ông đẩy cái đầu, đẩy cái chõm cái xương á, xương đùi á, đẩy tới vậy nè,
để ông nhìn thấy cái Otoni bạc lớp là anh chị cảm nhận ở đầu ngón tay. Còn cái dùng Mbok này, ông dùng, ông vận dụng cái test dynamic vô siêu âm để ông nhìn. Ông nhìn thấy cái chõm xương đùi nó bật ra, bật vô, hay nói ngược lại là trong tiến trình làm, ông sẽ thấy được, ông đẩy tới, thấy cái chõm xương đùi, cái độ bao phủ chõm xương đùi nó giảm đi. Ông cho em hiểu, ông sẽ thấy nó giảm đi hoặc nó bật ra ngoài, thấy được. Thì đó là tác giả này, họ làm vậy. Đó, thì trên về phương diện siêu âm, thì cấu trúc của cái chõm xương đùi này nó là bản chất là sụn, hình ảnh siêu âm rất đẹp. Đó, anh chị thấy. Thì sao? Thì về hình ảnh siêu âm, thì về mặt cấu trúc siêu âm, thứ nhất, chõm xương đùi, bởi vì bản chất là sụn, anh chị thấy có đứt. Và thứ hai là xương, đây là xương cánh chậu, ha. Và thứ hai là phần dưới trong của xương cánh chậu, đây là xương y-cret và xương mu, đây là clavum và cơ mông nhỏ ở trong giữa. Đây là và những cái gọi là chỉ điểm về mặt giải phẫu, cái chút mô mỡ dưới da, cơ căn đùi, cơ mông giữa và cái cơ vách giang cơ và cơ mông nhỏ. Và cái xương cánh chậu, đó, đây là cái phần xương cánh chậu. Và kế đến là bờ dưới xương cánh chậu, bờ dưới cánh chậu là ở đây, anh chị thấy. Và thứ ba là xương y-cret, xương mu, labrum hay gọi là xương viền và xương ổ cối, eco kém. Đấy là những cái cấu trúc siêu âm mà anh chị sẽ thấy được. Rồi chõm xương đùi đây. Nhưng quan trọng và quan tâm nhất đó là cái chõm xương đùi. Eco kém. Anh chị thấy giò. Labrum là cái phần sơ sụn hồi âm dày. Đây là những cái mốc quan trọng để nó liên quan đến cái bảng phân loại của mình. Eco dày và cái mái sụn eco kém. Và cái thứ ba nữa đó là phần nhô của xương. Là ở đây. Phần nhô xương. Talus này phần nó vô và hồi âm dày và phần dưới đầu dưới xương cánh chậu. Và cái nữa đó là xương y-cret đây. Đây là những cái mà nó cần thiết cho bản phân tích của mình. Đó. Anh chị nhớ ha. Và để thực hiện một lát cắt một chút xíu mình sẽ nói, nhưng mà về cơ bản anh chị nhớ tôi cái labrum ha, phần dưới trong của xương cánh chậu đây nó càng dài càng sâu càng tốt. Cái thứ ba nữa là cái chõm xương đùi, xương cánh chậu song song. Nhớ những mốc giải phẫu này. Thì sao khi anh chị đã nắm được chút xíu về cái ecoanatomy của cái chõm xương đùi của khớp háng rồi, thì trong quá trình làm siêu âm khớp háng thì có hai điểm. Đứa trẻ nên nằm nghiêng. Khi tôi ở mặt xây thì nó có một cái hai bên làm cái gối gì đó, cho đứa trẻ nằm nghiêng. Nhưng thực tế thì mình chỉ cần cho đứa trẻ nó nằm nghiêng giữ là đủ rồi, cũng được, không? Và thứ hai nữa, sử dụng đầu dò linear làm siêu âm tầm soát được khớp háng là sử dụng đầu dò phẳng tần số khoảng 7.5 đến 10 MHz, đặt ngay mẫu chuyện lớn. Và tất nhiên mình thực hiện bằng cắt Conan rồi. Đó, anh chị thấy. Như đã nói, trong việc đánh giá một cái trực, đánh giá cái khớp háng có hai cái phương pháp CRAB và phương pháp TSM. Phương pháp CRAB chủ yếu là đánh giá về hình dạng thôi. Thì đánh giá cái gì? Đánh giá cái độ tạo xương của mái ổ cối và thứ hai là phần nhô xương và sụn mái sụn. Thì trong cái bảng phân độ của tác giả thì nó, cái này là có sự hiểu đính một chút, thì nó chia làm 4 tiếp trong việc phân loại cái trực khớp háng này. Nó chia làm 4 tiếp. Tiếp 1 thì thế nào gọi là tốt, độ tạo xương nó cũng như là bình thường đó. Độ tạo xương là cái độ tạo xương mái ổ cối là phần dưới trong của xương cánh chậu càng sâu càng tốt. Và thứ hai là cái phần nhô xương là cái chỗ talus hồi nãy nó vuông hoặc là hơi tù nhẹ một chút và cái mái sụn nó phù đủ đó. Còn nếu mà tiếp 2, trong tiếp 2 này thì có hai cái nghĩa. Đầu tiên đó là gì? Cái phần dưới sông nó ngắn đầy, anh chị thấy. Nhắc lại, để đánh giá siêu âm khớp háng
chỉ nhớ một câu rất quan trọng là phải được cái mặt cắt chuẩn. Mặt cắt chuẩn đó phải luôn thỏa mãn ba tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đầu tiên là xương cánh chậu này phải song song mặt phẳng da. Mặt phẳng da là này, anh chị hiểu không? Xương cánh chậu song song mặt phẳng da. Thứ hai, phải thấy được cái labrum sụn viền. Thứ ba, thấy được cái ụ ngồi xương mu. Trong một số trường hợp, trong quá trình anh chị cắt, có thể thấy được một chút xíu cái hơi nó di chuyển trong đó. Cái hơi này để làm gì? Là chứng tỏ anh chị đã đạt được cái độ sâu của đáy ổ khối. Tại sao tôi cần chuyện đó? Tại vì tôi cần độ sâu của đáy ổ khối này để tôi chứng tỏ rằng tôi đã đạt, tôi cần đánh giá độ bao phủ xương. Còn hình dạng, anh nhắc lại về mặt hình dạng, nhớ để phân trước khi phân tích thì phải thỏa mãn mặt cắt chuẩn. Mà mặt cắt chuẩn thì phải có 3 điểm. Thứ nhất, xương cánh chậu song song mặt phẳng da. Cho nên một số anh chị sẽ đọc một số tài liệu, có nhiều sách, nhưng cái mặt cắt nó không có chuẩn, nhìn nó không chuẩn, nhưng nó vẫn đưa vô. Xéo xẹo, đâu đạt yêu cầu. Ta đã bắt buộc phải thỏa mãn 3 tiêu chuẩn. Đầu tiên, xương cánh chậu song song mặt phẳng da, thấy được cái labrum. Đó. Và cái thứ ba nữa là thấy được cái ụ ngồi, 3 cái mốc để anh chị phải, khi anh chị đạt rồi hãy phân tích. Điều thứ hai thì mình ở đây tiếp 1 là thứ nhất là cái phần dưới trong nè. Độ tạo xương thì cái nghĩa là cái phần dưới trong của xương cánh chậu nó càng sâu càng tốt. À, tuy nhiên nó sâu nó dài thì cái ổ cối nó sâu. Còn nếu mà cái này nó nông quá thì cái ổ cối mình nó nông thì không đạt đánh giá độ tạo xương. Thì anh nhắc lại, đánh giá độ tạo xương là em sẽ quan tâm đến độ sâu phần dưới trong của xương cánh chậu. Nó càng sâu có nghĩa là ổ cối nó đạt yêu cầu. Còn nếu nó nông thì lúc đó nó không đạt. Và điều thứ hai, đó là cái talus này vuông hoặc nó hơi tù nhẹ thôi là đạt yêu cầu. Như vậy thì đó là độ tạo xương và phần nhô xương và mái sụn. Đó, mái sụn cũng là phương đây. Như vậy, tiếp 1 của mình ở đây em thấy là xương cánh chậu về mặt tiêu chuẩn của cái đường cắt ok. Mình mới phân tích thì thấy rằng cái phần dưới trong của xương cánh chậu này nó dài, nó sâu và góc này là góc nó gần như vuông. Và cái labrum nó sụn, nó phụ đủ đây, cái mái sụn đây. Về mặt yêu cầu, đó là tiếp 1. Đây là tiếp khớp háng bình thường. Tiếp 2, bắt đầu em sẽ thấy cái này nó tù. Cái này nó tù. Và cái labrum này, đây nó sụn. Như vậy, đây là 2. 2 là cái phần này nó không có dài, không có sâu, mà nó lại là phần nhô xương nó tù. Như vậy, tiếp 2. 2 thì có 2A hay B. 2A là đối với những trẻ dưới hoặc trên 3 tháng thôi. Đó. Và tiếp 3, thì anh chị thấy là cái mái sụn nó bị đẩy vô trong. Mái sụn nó bị đẩy vô trong. Góc này tù nhiều hơn, cái này nó ngắn hơn. Nó dược. Độ tạo xương không tốt. Và cái mái sụn bị đẩy vô trong. Bị khi nó lên đẩy vô trong. Và cái thứ ba nữa là cái về cái phần nhô xương này em thấy nó tù nhiều quá. Đó. Còn độ ốm thì em thấy này nó ngắn. Độ tạo xương quá kém. Độ tạo xương quá kém. Phần nhô xương tù nhiều quá. Và tất nhiên cái mái sụn nó bị đẩy và cái chõm xương đùi em thấy nó nằm gần như ngoài ổ khối. Chõm xương đùi nó nằm gần như ngoài ổ khối rồi. Đó là tiếp 4. Như vậy để dễ nhớ hơn một chút. Tiếp 1, khi chõm xương đùi nó nằm trong ổ khối. Phần nhô xương nó vuông hay tù nhẹ. Độ tạo xương thì có phần dốc, nó dốc. Đó là tiếp 1. Khi mà các em thấy cái phần nhô xương nó tù một chút thì bắt đầu tiếp 2. Nó tù nhiều, phần nhô xương tù nhiều và phần tạo độ cái phần dưới trong của xương cánh chậu nó ngắn, rất là kém quá. Mà nó càng tù càng ngắn, chõm xương đùi nằm gần như ngoài ổ cối thì khi đó là tiếp 4. Tiếp 3 thì còn nửa trong nửa ngoài một chút, anh chị thấy không? Nó còn chút xíu tiếp 3. Có nghĩa là về cơ bản đối với tiếp 3, tiếp 2 thì khả năng nắng khớp rất tốt. Nhưng khả năng tiếp 4 thì khả năng nắng khớp là thất bại rất là cao.
Ở đây anh chị cũng vậy. Đây là bình thường xương cánh chậu song song mặt phẳng da, thấy được lacrum, thấy được cái ụ ngồi ở đây. Vậy mà cơ bản đạt yêu cầu. Trong quá trình phân tích của phương pháp CRAB thì nếu anh chị để ý kỹ, anh luôn có một cái lắc cắt ngó đi qua xương cánh chậu. Nên đây là cái cổ xương đùi. Hố chuyển lớn nằm ở đây. Cái đầu dò mình đặt ngay cái mối chuyển lớn. Cho nên anh chị thấy cái mối chuyển lớn. Đây là tiếp 1. Tiếp 2 thì nó đã tù, nó vẫn còn dài. Tiếp 3 thì nó ngắn hơn, này nó tù nhiều. Tiếp 4 nó nằm gần như ngoài, cái này tù nhiều. Cũng ngắn. Độ tạo xương nó kém. Tiếp 1 thì khác nhau ở chỗ, giữa tiếp 1 và tiếp 2 nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở hai điểm. Điểm đầu tiên anh chị thấy cái này nó vẫn hơi tù nhẹ chút, nhưng mà cái này tù nhiều. Anh chị thấy không? Cái này tiếp 2. Bữa này nó vẫn còn dài, nhưng mà cái này nó ngắn hơn. Và cái quan trọng này nó tù. Nó tù và cái này nó bị đẩy vô trong một chút. Thì khi đó là tiếp 3. Nhưng mà nếu anh chị nhìn kỹ thì cái chỏm xương đùi nó vẫn còn một phần nằm trong ổ khối. Ở này nó nằm ngoài, nằm ngoài ổ khối rồi. Anh chị thấy không? Cho nó chật hoàn toàn. Như vậy thì trong phân loại của chủ yếu là nhìn hình dạng. Nhưng mà một số tác giả nói rằng nó hơi chủ quan. Hơi chủ quan thì họ có mức modify mà cho đánh giá cốc anh ta và cốc đê ta. Cốc anh ta là đánh giá được chỉ là đây. Mình trẻ một cái đường chuẩn qua phương tính thầy nha. Trẻ một cái đường chuẩn qua phương tính thầy. Thì cái đường anh ta là cái đường mà nó đi qua phần dưới trong của phương tính thầy. Thì khi đó cái góc này là góc anh ta. Góc này bằng góc này thôi. Đây góc alpha. Góc alpha hay đường alpha nó sẽ nói lên được cái gì? Nói lên được cái độ tạo xương. Nghĩa là khi mà cái góc cái này nó nằm càng lên trên thì góc alpha này nó nhỏ lại. Các em hiểu không? Khi mà cái đường này nó càng sâu xuống, phần vô xương này nó càng vuông hơn thì góc alpha này nó rộng lớn ra. Hay nói ngược lại là góc alpha bình thường trên 60 độ. Góc alpha nó phản ánh được cái độ tạo xương. Anh chị thấy không? Tại vì nhắc lại, đề góc alpha là cái đường ở dưới đi qua cái bờ dưới xương cá chậu. Cho nên cái góc này nó càng rộng ra. Góc này nó càng rộng có nghĩa là cái phần này nó càng xuống đây, đúng không? Và khi nó càng xuống sâu có nghĩa là nó càng tạo xương càng tốt. Cho nên khi anh làm thì anh quan tâm đến góc alpha. Còn nếu không, một cái đường beta thứ hai là đường độ phủ thì nó vẫn đi qua cái sụn viền. Đi qua sụn viền thì đường beta. Nhưng thường anh quan tâm đến cái góc alpha này nhiều hơn. Đó, đây nhắc lại. Phần dưới trong của xương cánh chậu đi qua thì nó phản ánh được cái độ tạo xương. Xương, cái ổ cối nó càng sâu càng tốt. Còn nó nông là không tốt. Ví dụ anh chị nhìn cái hình này, thấy cái gì? Thấy hai điều, nó chặt hoàn toàn rồi. Khỏi đo luôn cũng được. Tại sao này chặt hoàn toàn? Như vậy, cái điểm thứ nhất là phương pháp CRAB. Trong phương pháp CRAB, cái modify một chút, đó là đánh giá trên góc alpha và góc beta. Góc alpha bình thường trên 60 độ. Khi nó giảm, thì lúc đó là độ tạo xương không tốt, khả năng bước vào phân loại. Phương pháp TSN này đánh giá độ bao phủ xương hay là cái phần mà chõm xương đùi nằm trong ổ cối. Phần chõm xương đùi nằm trong ổ cối. Nó độ bao phủ xương. Tức là cái phần ổ cối là phần xương, nó bao phủ cái chõm xương đùi. Bình thường, đó làm sao? Mình kéo một cái đường chuẩn đi qua xương cánh chậu song song một khoảng da. Thì bình thường nó sẽ chia cái phần mà nằm trong ổ cối nè. Nằm trong ổ cối trên 50%. Vậy thôi. Dễ mà. Anh nhắc lại, cái phần chõm xương đùi nằm trong ổ cối bình thường trên 50%, đó là bình thường. Thì còn khi mà nó chật cái bán chật thì tỷ lệ 30%, 40%, 10%. Nó nằm hoàn toàn thì độ bao phủ bằng không. Dễ một cách đơn giản nhất, dễ nhớ. Nhớ độ bao phủ xương là cái phần mà chõm xương đùi nằm trong ổ cối.
Vậy làm sao? Nước tôi cần, tôi đánh giá là cái độ bao phủ xương, cho nên tôi cái mặt cắt của tôi cần đạt được cái độ sâu của đáy ổ cối. Em hiểu không? Mà muốn đạt được độ sâu của đáy ổ cối thì tôi cần thấy được, có thể thấy được. Đôi khi mình thấy có những cái bóng hơi di chuyển động bên trong. Người ta hỏi vậy hơi đâu ra? Đó là hơi trong bao dịch, dịch bao khớp, sự chuyển hóa của bao khớp, nó sinh hơi. Mà khi đã thấy được bóng hơi đó là chứng tỏ em đã đạt được cái độ sâu của đáy ổ cối. Đây, đó đánh giá cái độ bao phủ xương theo nhóm tuổi, chỉ nhớ hai cái điểm. Và thông thường trong quá trình khi làm một cái xem khớp háng, anh luôn luôn làm hai phương pháp để đối chiếu và tham khảo. Một bên là tê gạch sen, một bên là lát. Ở đây anh thấy một cẩm trên đùi mình đặt trên này lát cắt này đặt yêu cầu xương cánh chậu, xong xong mình phẳng da thấy được phần dưới trong, thấy được labrum, thấy được cái ụ ngồi, đạt yêu cầu. Bước thứ hai tôi đánh giá đi một cái đường chuẩn đi qua xương cánh chậu đó, chia cái cẩm xương đùi thì tỷ lệ 54%, đó là độ bao phủ của tia. Nếu qua phương pháp pháp mình coi góc alpha này bao nhiêu, góc alpha này 63.8, đạt yêu cầu. Mình so sánh để có sự tương hợp của hai phương pháp này để hỗ trợ qua lại. Có khi nó sẽ có hơi bất tương hợp. Có những trường hợp nó bất tương hợp thì lúc đó em kiểm tra bằng khám lâm sàng thêm. Nhưng trong trường hợp này nó tương hợp ok. Anh nhìn vô anh thấy. Một đường vẽ một đường chuẩn đi qua xương cánh chậu. Đó, song song là phẳng da. Thì nó sẽ chia cái phần chõm xương đùi nằm ở trong ổ cối nè, là phần dưới nè. Cho nên là tỷ lệ D, A trên B, em hiểu không? Đó là cái phần chõm xương đùi nằm trong ổ cối, đó là cái phần xương, nó bao phủ che cái chõm xương đùi. Còn đây là gốc alpha, ok. Đấy. Gốc alpha này 63 độ. Em dùng hai phương pháp, nên làm hai phương pháp. Đây cũng vậy, mình coi thử cái gì. Đây em thấy, cũng vậy. Luôn luôn phân tích ba điểm đạt yêu cầu tiêu chuẩn của một mặt cắt chuẩn chưa. Trước khi em đo, em nhìn vô không đạt yêu cầu đừng đo. Thì trong hợp này đạt chưa, ok, xương cánh chậu song song là phẳng da. Thứ hai thấy được phần dưới trong của xương cánh chậu là lạp trung ụ ngồi ở đây, mặt cắt chuẩn tôi đo có gì, rồi có alpha đi qua phần dưới trong của xương cánh chậu này, có alpha này đó. Còn đây là cái cổng xương đùi. Anh thấy, anh đi coi cái độ bao phủ là cái phần nằm trong ổ cối, xong rồi nó chia trên 50% đạt yêu cầu. So sánh hai phương pháp đạt yêu cầu. Đó. Như vậy nhìn vô mặt cắt này ok đạt yêu cầu và này nhìn vô thấy bình thường. Tiếp tục cái này độ bao phủ khoảng 30%, nó nằm gần ở ngoài bản chật, chật hoàn toàn tiếp 4, chật độ bao phủ này rất thấp. Trong một số trường hợp, một số tác giả họ đo cái độ dày đáy ổ cối, độ dày của đáy ổ cối trên 4mm là bất thường, nó giải thích được cái sự lấp dày của đáy ổ cối đó. Thì một số tác giả đứa trẻ này đến khám Otolani dương tính, tức là có dấu hiệu Otolani, thấy biểu hiện chân nó hơi xa le, chân dài chân ngắn, chân dài chân ngắn, vậy chân nào bệnh? Chân dài bệnh hay chân ngắn bệnh? À chân ngắn, bởi khi nó chật cái chui lên trên, nên nó mới ngắn. Anh tại sao nhiều em hỏi bệnh nhân đi khám bệnh vậy, chân bự chân lớn chân nhỏ vậy, chân bự bệnh hay chân nhỏ bệnh? Họ đi khám vì cái chân nhỏ, họ nói rằng chân nhỏ bệnh, nhưng cuối cùng chân bự là chân bệnh. Cũng vậy, đây là ý muốn nói là gì? Chân dài, chân ngắn, vậy chân ngắn là chân bệnh. Tại sao? Bởi vì khi nó chật cái chồi lên trên, nó mới rút ngắn lại chứ. Và khi ọc tuyên dương tính, bà thứ hai em để cái chân hai cái gối, nó so le nữa. Đó, thì sao? Khám, thấy cái gì? Một bên thì độ bao phủ, là độ bao phủ 56% và gốc alpha là 64 độ, một bên bình thường, bên kia
bên kia thì nó độ bao phủ chỉ đạt có 36%, bên trái bệnh đó chỉ có 36%, là gốc alpha ở đây nó chỉ có nhiêu 51 độ. Anh vẽ đó, đây là phần nhô xương này nó tù nè, thứ hai là phần dưới trong cái thảo đi. Như vậy đây là một cái bán trực khớp háng, bán trực khớp háng bên trái, và nó có ortholani. Vậy có nắng khớp được không? Được. Có chỉ định nắng khớp, đặt tả, đặt nẹp. Đứa trẻ này đến trong bệnh cảnh hai chân nó không dạng, nó co vậy không đó. Đó là dấu hiệu hạn chế dạng. Kiểm tra, anh chị, hai chân đều bị. Sao siêu âm thấy cái gì? Thấy chõm xương đùi nằm ngoài ổ cối hai bên. Chõm xương đùi nằm ngoài ổ cối. Trực khớp háng tiếp 4 hai bên luôn. Dễ không? Đó. Mặt cắt chuẩn đạt yêu cầu. Chõm xương đùi nằm ngoài ổ cối rồi. Ok. Anh chị thấy không? Ủa. Nó nằm ngoài ổ cối cho nên cái này nó trực hoàn toàn tiếp 4. Cho nên làm gì? Thôi về đi, anh chị nào mốt lớn chút mổ khác đẩy vô. Anh chị đẩy nó vô đâu. Anh chị mà cố gắng làm thử octinium bật chết, nó la, nó khóc. Để nó hình thành ổ cối giả rồi. Đứa trẻ này đã hình thành ổ cối giả. Và cái chân nó đã luôn luôn ở tư thế này rồi. Bây giờ cố gắng dạng thử là nó khóc, nó la dữ lắm. Ok. Như vậy thì sao? Người ta thấy rằng cái sự tương hợp giữa lâm sàng và siêu âm như thế nào, thì theo tác giả Rosendahl, ông thấy là có khoảng 45% có sự tương hợp giữa lâm sàng và siêu âm. Lâm sàng khám thấy siêu âm phù hợp, và chỉ có khoảng 42% siêu âm dương tính và lâm sàng âm tính, nghĩa là khả năng phát hiện thêm, họ thấy thêm hỗ trợ, và khoảng 13% bị bất tương hợp. À, thì vấn đề của đề anh nhắc lại ba câu quan trọng, bởi vì đến giờ phút này vẫn còn một số bệnh viện sản nhi mà nhỏ nhỏ đó bác vật lý trị liệu quyết định điều trị, cái người vật lý trị liệu quyết định điều trị chứ không phải bác sĩ. Ở đây mình phải hiểu là bác sĩ chỉnh hình nhi là người quyết định điều trị, hay nói ngược lại, khi anh chị thấy có bệnh nhân có dấu hiệu trật khớp háng thì phải có ý kiến của anh chỉnh hình và sẽ quyết định đặt nẹp hay đặt tả. Đặt nẹp tư thế bắt lít hoặc đặt tả đôi. Đặt tả đôi. Tả đôi là cũng như đặt nẹp. Để làm gì? Là ở tư thế mà cái chân nó dạng ra như con ếch, để nó đưa cái chõm xương đùi tí nằm vô. Em hiểu không? Đưa thế dạng cái gì? Để làm gì? Để tư thế dạng và ép nó sẽ giống như xuống nồng từ từ. Như một số trường hợp mình cho đặt tả, đặt nẹp, nhưng bệnh nhân họ không hiểu hết ý nghĩa. Chỉ chiều tối họ tháo ra, ban ngày đeo vô, tối tháo ra, mất giá trị điều trị. Nó phải đeo liên tục thì nó mới tác dụng, mới thấy được chứ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi bệnh nhân đặt tả, đặt nẹp rồi, thường sau một khoảng thời gian người ta sẽ yêu cầu siêu âm lại. Ở thời điểm siêu âm lại thì tôi chỉ trả lời hai câu. Câu đầu tiên là chõm xương đùi nó nằm trong ổ cối hay nằm ngoài ổ cối. Nếu chõm xương đùi vẫn nằm ngoài ổ cối là việc nắng không hiệu quả. Và điều quan trọng đây, nếu nó nằm trong ổ cối thì độ bao phủ xương là bao nhiêu? Tại sao cái tôi cần là nó đưa trong ổ cối và nó nắng, nó dùng khí nồng để tạo được cái độ sâu của ổ cối. Nếu sau một khoảng thời gian, một tháng, hai tháng sau coi lại mà chõm xương đùi vẫn còn nằm ngoài ổ cối, nghĩa là việc không làm không hiệu quả, hoặc là bệnh nhân không hợp tác, họ giấu mình. Đó, thì vấn đề của mình là vậy. Còn nếu có những trường hợp cái trẻ nó lớn quá, trẻ nó lớn sau 3-4 tháng rồi, nó có khi nó mập quá đô lắm. Anh chị nắm hết không cái tay, anh chị không nắm được cái đùi, nó mập quá, thì lúc đó hoặc là đứa trẻ
Trong những trường hợp nó trẻ nó lớn quá thì lúc đó người ta có chỉ định X quang hoặc chụp MRI. Nếu như đã có nghi ngờ rồi. Tóm lại, để trong chiến lược của một hình ảnh học, khi anh chị tiếp cận một đứa trẻ có yếu tố nguy cơ, có dấu hiệu lâm sàng, thì nên làm siêu âm. Yếu tố nguy cơ 15 yếu tố. Yếu tố lâm sàng, chân dài, chân ngắn, tiếng lập khớp, mất cân đối, chân dài, chân ngắn, mất cân đối của cái nếp lần mông. Đó là những biểu hiện lâm sàng hoặc những biểu hiện yếu tố nguy cơ thì nên làm siêu âm. Nếu như octony bạc lớp dương tính thì đi làm siêu âm liền, hoặc là biểu hiện chụp khớp háng thì đi làm liền siêu âm. Còn chỉ có yếu tố nguy cơ đơn thuần thôi, con so 4 kg xanh mổ ngôi mông ngôi ngang gì đó, thì lúc đó nên để khoảng tuần thứ tư thứ sáu hãy đi làm siêu âm. Và khi làm rồi, nếu siêu âm nó nằm ở, nếu mà người ta cho làm sớm quá cũng được, thì ở thời điểm đó nếu nó ở tiếp 2 thì anh chị nên hẹn 4 tuần 6 tuần sau coi lại. Nếu lúc 4 tuần 6 tuần mà mình vẫn thấy nó còn tiếp 2 thì lúc đó có chỉ định đặt tả đôi, đặt ở mẹ cũng được, tả đôi thường là đặt tả đôi rồi sao mình coi diễn tiến. Còn nếu không thì nên ở khoảng 4-6 tuần rồi đặt. Ok. Nó tóm lại, cái thời gian vàng đối với cấp tháng đó là khoảng 3-4 tháng đầu đời. Để làm chi? Nếu anh chị làm sớm thì đứa trẻ nó được cơ hội không phải chịu một cuộc mổ lớn. Còn nếu anh chị chẩn đoán bỏ sót thì đứa trẻ nó chịu một cuộc mổ lớn. Nhưng cái quan trọng nhất vậy, quan trọng nhất đó là anh chị chẩn đoán. Nếu đứa trẻ chẩn đoán mà không bệnh, mà anh chị chẩn đoán rằng có bệnh, nghĩa là đứa trẻ không trật mà anh chị làm không đúng, anh chị chẩn đoán nó trật, thì có nguy cơ hoại tử chõm xương đùi. Bởi vì sao? Ở tư thế nó dạng ra, ép vô, nó chèn vô cái động mạch mủ. Nó chèn động mạch mủ làm cho đứa trẻ bị hoại tử vô trùng. Cho nên cần phải chẩn đoán cho đúng và chính xác. Chứ không phải nó đơn giản như mình nghĩ. Anh nhắc lại một điều quan trọng là nếu anh chị bỏ sót, anh chị cũng có tội. Mà anh chị chẩn đoán quá mức, anh chị cũng có tội. Cái gì nữa? Anh chị chẩn đoán nó, đứa trẻ không bị chật, mình chẩn đoán nó chật, người ta đặt tả, nó dạng ra dày, thì nó bệnh, nó chèn ép vô động mạch mủ. Mà chèn động mạch mủ thì dẫn đến một hoại tử chõm xương đùi. Mà hoại tử chõm xương đùi vô trùng. Cho nên anh rất cần là gì? Hiểu, làm đúng. Làm sao làm đúng? Trên mặt các chuẩn đạt 3 mốc cơ bản, vậy thôi. Nghe thì rất dễ, nhưng đòi hỏi phải làm được nhiều lần. Nếu không chuẩn đoán sai đó. Ok, mấy anh chị có hỏi gì không? Ừ. Hỏi đi em. Thầy là cho em hỏi lại cái tư thế làm của bệnh nhân ạ. Khi nằm nghiêng được cái mình cứ cho co chân lên 90 độ hay là chỉ nằm nghiêng thôi thầy? Trong lát mình có thực hành mà. Nhưng trong kỹ thuật làm có 3 điều mấy em hay đi anh ở bệnh viện anh nói, nội mà giữ bệnh không nó cũng là phải học. Tư thế đứa trẻ nằm nghiêng, giữ cho cái lưng thẳng, cái bàn tay của mình phải nắm ngay cái khớp gối. Và trong không phải nắm quá mức mà cũng không đè quá mạnh. Tại khi em đè quá mạnh là vô tình em làm bạc lớp. Cho nên cái tư thế nó là tư thế dạng trung tính một chút. Để nhẹ và giữ cho đứa trẻ nằm ngay, ép nhẹ thôi. Đặt cái đầu dò ngay mấu chuyện lớn. Đặt đầu dò ngay mấu chuyện lớn.
Dạ thầy, trong bàn tay sáng em thấy trong bàn này là giống ở trại sơ sinh, nếu sau khi mình làm mà dưới 30% là bạn trực. Dạ, yeah. Thì mình làm từ khoảng 40-50% mà mình còn nghỉ ngơi chiến này. À, dạ. Dạ. Có nghĩa mình sẽ hẹn sau một tháng. Sau một tháng mình sẽ hẹn. Yeah. Dạ. Mấy anh chị có hỏi gì thêm không? Nếu không thì mình qua cái bệnh lý đường mật. Em có gì Avis? Hỏi anh chạy luôn nha. Có thể nói bệnh lý đường mật trong y khoa thì đây là một cái mảng cũng khá là thường gặp. Trước khi tôi vô câu chuyện thì tôi kể một trước vô bài học tôi kể một câu chuyện nhỏ. Em bé này nó sinh ra ở một bệnh viện tư, dạng con quý và hơi hiếm. Thì đến mỗi lần đi khám bệnh, được chụp đi chích ngừa, thì thấy con vàng da. Lúc một tháng, hai tuần một tháng, cứ mỗi lần đi khám mỗi hai tuần đầu một tháng rồi một tháng, cứ mỗi tháng rồi đó. Đi khám thì có chủng ngừa mà. Thì thấy con vàng da, khám, cứ nói bác sĩ điều trị. Bác sĩ ơi, tại sao mà bé nó vàng da? Thì bác sĩ khám nói rằng không sao hết. Vài bữa nó hết, từ từ nó hết. Nhưng đến khoảng tháng thứ 6, cứ mỗi lần đi khám đều hỏi hết. Đến tháng thứ 6, thì em đó mới hỏi là, nhà hỏi, thì lúc bác sĩ sờ, thấy gan hơi to. Mới đẩy đi siêu âm. Và ở thời điểm siêu âm thì tôi coi xong thì tôi phát hiện ra hai vấn đề lớn. Điểm đầu tiên, đây là một cái nang đường mật mà nó đã có dấu hiệu sơ gan. Và lập tức tôi ôm về như đồng ngọc luôn. Và chính tôi ôm về như đồng ngọc và tôi lên gặp bác sĩ ngoại khoa. Tôi đã nói rằng hai ý. Thứ nhất, đây là một cái trường hợp mà cú động nghiệp. Em dám chắc chắn nó là nang đường mật mà có bất thường kinh trung thì mật sơ gan rồi. Anh mổ sớm giùm. Mổ sớm giùm. Tại vì để không thể nào đi chụp MRI cũng không đợi, chụp MRI không đợi ý ơi. Vì tất nhiên khi anh đã đích thân anh lên rồi thì không thể nào mà từ chối anh được. Và ngày thứ hai, thứ ba ngày, và sáng thứ năm là mổ. Và khi mổ ra thì cái gan bắt đầu sơ, nó sậm màu. Và tất nhiên nang đường mật nó cũng là nang đường mật, chắc chắn nó là nang đường mật, nó có viêm nang đường mật, cái đường mật bị viêm bán cấp, viêm gan ứ mật, sơ quá gan F3. Đây là một cái trường hợp, một bài học. Thì xác tất nhiên bác sĩ lâm sàng sau đó mấy em nó điện thoại cho anh hỏi thăm liên tục, hỏi về tình hình cái gan là sao, anh đã bắt sao thì anh đọc tại y chang vậy thôi. Nhưng cái điều anh chỉ nhắc em bác sĩ đó, anh bảo em đó là gia giao ban, chỉ nói với mấy em nó chỉ dặn dò giùm anh một câu duy nhất. Đố em nói câu gì? Anh chỉ bảo em gia giao ban, tại em rất là bệnh của em đó, em này viện tư mà. Anh nói khi gia giao ban em chỉ nhắc giùm một câu: trên một đứa trẻ sơ sinh vàng da kéo dài trên 2 tuần, làm ơn đi kiểm tra đường mật giùm. Để mình phát hiện sớm.
mà em để nó tới sơ gan rồi, hết dễ đó. Cho nên chỉ cần nhắc nhở giữa giao ban. Ở khám một đứa trẻ sơ sinh mà nó vàng da kéo dài trên 2 tuần rồi là em phải đi kiểm tra chứ. Mà người nhà nói cho mình không rút kinh nghiệm sao được không? Nhưng cái đó, anh chỉ nói là gì? Chỉ nhắc nhở mấy em là cứ một đứa trẻ sơ sinh kéo dài, vàng da kéo dài trên 2 tuần đi kiểm tra dùm, tối thiểu cũng một cái siêu âm kiểm xâm đường mật. Đó. Như vậy thì nói vậy là để em hiểu rằng đây là một cái bệnh lý, có những bệnh lý viêm đường mật, giãn được nang đường mật hay là những cái teo đường mật, thời gian vàng nó chỉ cho em thời gian rất ngắn. Nếu ca này mà để ò ít e thêm vài tháng nữa, chắc là mổ ra gan sơ quá rồi, nó sẽ xấu hơn nhiều chứ. Anh may mắn là cái gan của nó chỉ mới sơ quá F3 thôi. Và anh hy vọng rằng, tại vì khi mà anh nói cái chẩn đoán xong là bà mẹ khóc liền, sụm xuống liền, đang đứng sụm chân xuống liền. Nhưng mà anh nói không, tôi sẽ lo hết, ôm về Phật, anh ôm về bệnh viện rồi, anh làm rác 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 đấy. Mấy nay thì chưa thấy co xâm lại, có nghĩa là ok rồi. Nhưng cái điều anh muốn nói đây là cái gì? Và tích thân anh phải cầm, bây giờ đó là đi làm từ một bệnh viện tư mà trong một điều kiện quá thuận lợi, nhưng lại để xảy một chút xíu chỗ đó thôi. Đó là gì? Người nhà báo với mình, nhưng mà mình quá tự tin lâm sàng. Anh chị thôi. Như vậy thì khi một đứa trẻ một cái hội chứng vàng da ứ mật, thì khi đến mình thì thường bác sĩ yêu cầu luôn luôn có siêu âm để kiểm tra cái đường mật. Thì em mới hiểu cái bệnh lý đường mật, những nguyên nhân của nó có thể trong gan hay ngoài gan. Và đặc biệt là những nguyên nhân trong gan đa phần là nguyên nhân nội khoa. Có thể thiếu antamol antitripsin, có thể bệnh trong bệnh cảnh mucoviscido, có thể trong bệnh cảnh galactosemia hoặc nguyên nhân thuốc. Đây là những nguyên nhân gây vàng da ứ mật, giống như viêm gan ứ mật. Nhưng nguyên nhân ngoài gan là những nguyên nhân mà có thể nang mật chủ, có thể thủng đường mật hoặc chấn thương hoặc ca vạch nôm. Đấy là những nguyên nhân ngoài gan, hoặc là thậm chí vừa trong gan ngoài gan luôn. Có thể nó là gì? Nó teo đường mật, hay là viêm sơ đường mật, hội chứng allergen. Thì trong khuôn khổ của một cái buổi chiều này, anh trình bày về bệnh lý ngoại khoa. Và anh xoáy vô hai ba cái lớn. Điểm đầu tiên là nang đường mật, thứ hai là teo đường mật, và thứ ba là trong teo đường mật đó phải phân biệt với những nguyên nhân nội khoa chỗ nào. Thì cái vai trò của teo đường mật siêu âm như thế nào? Thì có hai vấn đề lớn. Điểm đầu tiên đó là gì? Teo đường mật đó là một cái bệnh lý ở châu Á mình có lẽ gặp nhiều hơn ở Tây Âu. Nhưng nói chung cái tần suất nó khoảng 1/10,000. Ở bệnh viện Nhi Đồng 1 thì mỗi một năm chắc cũng nhiều cho nói chung. Tại vì nó gom nhiều nơi về. Nhưng mà nói gì thì nói, bệnh lý teo đường mật không phải là hiếm. Riêng cá nhân anh, để nói, nếu mà nó hiếm quá, mình không quan tâm thì đứa trẻ mất cơ hội. Cho nên mình hay nghĩ rằng nó là không. Nhưng nó lại là một trong những cái ứng cử viên ghép gan. Ứng viên ghép gan hàng đầu. Như vậy thì sao? Thì vấn đề của nó là teo đường mật có thể nói đây là một quá trình viêm tiến triển và tiến triển từ ướng lên. Teo đường mật nó có thể diễn tiến sơ gan rất lẹ nếu như mà mình bỏ sót. Và cái điều quan trọng nhất là gì? Người ta thấy rằng nó biểu hiện của một cái tăng áp cửa sơ gan rất sớm, ngay từ tháng thứ hai, thậm chí nó từ mỗi tháng thứ hai đã thấy nó sơ gan rồi. Cho nên đây là một cái bệnh lý. Thì trong teo đường mật có hai loại, có thể nó là nằm trong hội chứng hoặc là bệnh teo đường mật. Khi nó nằm trong hội chứng nghĩa là nó kèm theo một cái bất thường trong hội chứng đa lớp. Trong hội chứng đa lớp, hội chứng không lớp nằm trong những bất thường kết hợp với dị tật của tim, của cái dị tĩnh mạch cửa nằm trước tá tràng, hay là của một cái ví dụ như là đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới ví dụ, thì nói chung là nó nằm trong hội chứng. Nó kết hợp khi một cái teo đường mật nó kết hợp với những bất thường, những dị tật khác thì nó được gọi là hội chứng. Hay nói ngược lại, hội chứng tiên lượng xấu hơn. Ngược lại, 90% teo đường mật thì nó đơn thuần. Đó,
thì nó nằm nó chảy ra đơn thuần. Như vậy thì trong cái việc phân loại của teo đường mật, nó có hai cái trường phái. Cái trường phái của Pháp thì nó phân làm tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4. Tiếp 1 là chỉ teo, viêm teo của cái ống mật chủ, túi mật, ống mật, ống gan vẫn còn ung thư. Và tiếp 2 thì nó teo mật chủ, nó teo luôn ống túi mật, nhưng quan trọng là nó để có thể kèm theo một cái phần di tích sơ nang, một cái nang. Chính giữa nó chứa dịch. Cái nang này nó chỉ chứa thanh dịch chứ không phải là dịch mật. Có nghĩa là cái anh ngoại khoa anh mổ anh chọt vô cái rút cái dịch nó vàng vàng, nó không phải là dịch mật. Và cái tiếp 3 thì nó chỉ teo ở ống gan. Và tiếp 4 thì nó teo toàn bộ trong ngoài gan. Thì nói ngược lại, đây là phân loại của trường phái Pháp về mặt giải phẫu teo đồng mật. Nhưng trường phái của Nhật hay là Anglo-Saxon thì nó chia làm 3 tiếp thôi. Thằng Nhật với thằng Anglo-Saxon nó chia làm 3 tiếp. Tiếp 1, và còn tiếp 2, tiếp 3 của Pháp thì nó nằm trong phân tiếp 2, 2A và 2B. Và tiếp 3 và tiếp nào đó. Còn tiếp 3 của mình là tiếp 4 của Pháp. Tại vì sao nói vậy khi mình chỉ thấy cái bản phân loại này theo của Pháp. Còn của thằng Anglo-Saxon của Nhật thì nó là chia làm 3 tiếp. Mà trong 3 tiếp thì tiếp 2A và 2B là của hàng tiếp 3 và tiếp 4, tiếp 2 của mình. Nói vậy thì em hiểu thôi. Về bệnh nguyên, người ta thấy rằng trong cái teo đường mật cái bệnh nó không rõ, nhưng một số tác giả cho rằng nó có liên quan đến một cái nhiễm con CMV virus học vào, hoặc là Epstein-Barr virus, một số tác nhân. Nhưng hãy hiểu một điều, đây là một quá trình viêm sơ tiến triển hướng lên. Như vậy, để chẩn đoán một cái teo đường mật có hai cái bước. Bước đầu tiên là có thể chẩn đoán từ trước sinh. Trong chịu chẩn đoán trước sinh, người ta thấy một cấu trúc nang vùng rốn gan. Siêu âm tiền sản thấy cấu trúc nang vùng rốn gan thì có hai khả năng, nó là teo đường mật hay nó là nang ống mật chủ. Nhưng bắt buộc ngay sau sinh phải cho kiểm tra giùm bác sĩ Đông. Thấy cấu trúc nang vùng rốn gan ngay sau sinh phải kiểm tra. Để làm gì? Để anh loại trừ teo đường mật. Nếu nó là teo đường mật thì nó đồng nghĩa với mổ cấp cứu. Mổ cấp cứu. Còn nếu nó nang mật chủ, có thể e đợi một chút, sắp xếp từ trường đầy đủ. Nhưng một khi đã nghĩ tới nó biểu hiện bằng một cấu trúc nang ở vùng rốn gan. Đó là tiếp 2 đó. Rồi cái thứ hai, cho nên nó cần phải, người ta đề nghị phải kiểm tra ngay sau sinh. Em nhắc lại, chứ còn nhiều khi mình không biết, khi mình cho nó qua. Còn sau sinh thì sao? Sau sinh có 3 vấn đề lớn về mặt lâm sàng. Ở bệnh nhân teo đường mật, đứa trẻ sau sinh vẫn có thể phát triển bình thường, vẫn bụ bẩm, vẫn bú rất tốt, vẫn thậm chí trong thời gian đầu 2-3 tuần lễ đầu vẫn đi, có thể đi cầu phân vàng. Nhưng bắt đầu sau đó sẽ có thể xuất hiện phân bạc màu. Cho nên đừng có chủ quan. Một đứa trẻ sau sinh nó vẫn bú, vẫn chơi, vẫn tốt, vẫn bụ bẩm. Giai đoạn đầu vẫn có thể phân vàng, nhưng về sau bắt đầu xuất hiện phân bạc màu. Cho nên đó là một cái điều quan trọng. Nhưng về thứ hai là cái tam chứng lâm sàng kinh điển của một cái vàng da ứ mật, nghĩa là một đứa trẻ nó biểu hiện vàng da rồi. Đến với mình, vàng da sậm màu, tiểu đậm, tiểu sậm, tiêu phân bạc màu, gan to chắc, đó là những tam chứng lâm sàng kinh điển của một cái vàng da tắc mật. Và thứ hai nữa là trong giai đoạn trễ hơn, trễ cỡ nhiêu, thường thường 3-4 tháng, đôi khi chị đâu có thể thấy xuất hiện sơ gan tăng áp tĩnh mạch cửa giới, biểu hiện từng hoàng ban hệ, tuần hoàng ban hệ trên thành bụng xuống đó, thậm chí có thể đến trong bệnh cảnh xuất huyết tiêu hóa, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, có để đến trong bệnh cảnh xuất huyết não do thiếu vitamin K, cho nên bệnh nó diễn tiến lẹ lắm. Để chẩn đoán một cái teo đường mật thì đứa trẻ về mặt cơ bản có những tài liệu họ đề nghị nhịn bú 12 tiếng.
nhịn bú 12 tiếng. Nhưng trong thực tế tại Nhi Đồng Một đến giờ phút này thì tôi vẫn cho đứa trẻ nhịn bú khoảng từ 4 đến 6 tiếng là thấy đủ. Nghĩa là đứa trẻ khoảng bú cửa cuối cùng lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng thì khoảng 8, 9 giờ nó xuống là anh coi được rồi. Tại sao nếu mình cho đứa trẻ nó nhịn bú từ nhịn bú 12 tiếng thì bắt buộc em phải gắn đường ven, gắn đường truyền, gắn đường truyền chưa đủ được. Đôi khi đứa trẻ nó dãy dụa, đôi khi nó đứt, nó hư ven hoài. Cho nên thông thường thì, mà đến giờ phút này thì anh thấy tạm tương nó ổn. Nên thời gian mình cho phép đứa trẻ nhịn bú khoảng 4 đến 6 tiếng thấy ok. Tất nhiên khi nó xuống mình cần coi thêm thì mình cứ coi. Và thứ hai nữa, trong quá trình làm siêu âm gan mật ở những đứa trẻ em sơ sinh nói chung và siêu âm để đi tìm teo đường mật, chỉ nhớ một câu rất quan trọng, phải sử dụng đầu dò linear. Chỉ có đầu dò linear, đầu dò phẳng, tụi em mới đánh giá tốt được cái gan, cấu trúc gan, đánh giá được cái dấu hiệu TC sai để không bị bỏ sót. Chứ đầu dò con vé có thể sót, nên luôn phải sử dụng đầu dò linear. Như vậy để chẩn đoán teo đường mật thì mình thấy cái gì? Thứ nhất có thể thấy được cái, để một cái dễ nhớ hơn thì nó có thể, thứ nhất là để anh nghĩ là anh nói kiểu này nó dễ hơn. Để chẩn đoán teo đường mật, theo anh tiếp cận vô đó. Khi một đứa trẻ đến em để em đi tìm cái teo đường mật đó, cái đầu tiên anh đặt đầu dò vô anh thấy gan sao nó sơ lẹ quá. Hiểu không? Chỉ có teo đường quá diện tích sơ lẹ, nghĩa là nhìn vô cấu trúc gan nó thô, nó được, không được bình thường. Làm cho mình một cái phản xạ tự nhiên. Cái điều thứ hai, em bước vô em thấy gì nữa? Em sẽ thấy đúng mà nó co nhỏ, nó ngoằn ngoèo, vách nó dày, nó không đều. Tức là đứa trẻ sau nhịn bú 4 tiếng rồi mà túi mật nó vẫn còn nhỏ. Vách nó dày, nó không đều. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, khi em coi túi mật rồi, thấy nó co, vách nó dày, nó không đều rồi. Cái thứ ba khá quan trọng là em thấy cái mô sơ ở ngay tĩnh mạch cửa, ở khoảng cửa. Cái dấu hiệu đó người ta gọi là dấu hiệu TC sai. TC sai lắc mình sẽ nói, nhưng mà anh hiểu, đặt đầu dò vô là thấy cái vùng cạnh tĩnh mạch cửa hồi âm nó dày lên. Nó dày lên, chỉ dày bao nhiêu gọi là dày, trên 3.5. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thấy một cái mô sơ hồi âm dày cạnh tĩnh mạch cửa trên 3.5 là TC sai. Dấu hiệu thứ tư, đó là trong cái buồng dày dày đó nó lồi ra, có thể thấy được một cái cấu trúc nang. Nó gọi là nang ruộng ghen. Đó là những tiêu chuẩn để gợi ý em teo đường mật có dấu hiệu sơ ghen. Bây giờ nếu em sẽ đi tìm cái gì? Ở những bệnh nhân sơ ghen rồi mình sẽ thấy cái gì nữa? Nếu như em thấy có thể tĩnh mạch cửa nằm trước tá tràng, thấy được ruột xây bất toàn, thấy được không thấy lách hoặc là đa lách, thì đứa trẻ này nằm trong hội chứng đa lách, teo đường mật hội chứng đa lách. Hiểu không? Rồi cái nữa, khi đã thấy nó nằm trong hội chứng đa lách, hội chứng không lách rồi, thì nó có thể bị đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới. Cắt dọc lại, không thấy tĩnh mạch chủ dưới, đoạn sau gan, thấy tĩnh mạch azygos nó giãn to đùng, ok. Tại sao nó rất quan trọng? Bởi vì các em gợi ý đứa trẻ này một cái teo đường mật nó kèm theo một cái hội chứng đa lách không lách, có kèm theo đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới. Nó rất quan trọng cho phẫu thuật viên nữa. Trong tiến trình mổ đặt catheter, đặt hoài nó vô. Mổ đặt cái nuôi ống được. Cuối cùng bởi vì nó bị đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới, nó về bằng tĩnh mạch azygos mà. Đó là tiến trình mình làm vậy đó. Nhưng nếu tôi vẫn thấy túi mật thì sao? Thấy túi, hồi nãy là không thấy túi mật co nhỏ, vách không nhiều, thì vách dày không đều, rất gợi ý teo đường mật. Không thấy có túi mật thì không loại trừ teo đường mật. Tại sao? Có 20% túi mật nó vẫn có. Đó là hồi nãy mình coi tiết 1 đó.
tiếp một cái mật nó vẫn có thông thường. Cho nên thấy có túi mật thì không loại trừ theo đường mật, mà không thấy túi mật thì rất nghi ngờ theo đường mật. Không thấy túi mật hoặc túi mật co nhỏ vách dày không đều, độ nhạy đặc hiệu cũng khá là cao. Ok, đó, đó là cái anh trình bày cho kiểu, cái kiểu mà mình khi anh chị đặt cái đầu dò vô mình tạo ra là đó, cái kiểu anh làm đó. Còn đây cái nhìn từ trên xuống để đi tìm cái chẩn đoán teo đường mật cũng vậy, cũng thấy không thấy túi mật thì có giá trị gợi ý chẩn đoán, thấy có túi mật thì không loại trừ, nhớ dùng. Cái điều quan trọng thứ hai, trong một số tác giả họ dùng cái dõi cho đứa trẻ bú trước và sau khi đó nhịn bú rồi, sau đó cho nó bú, bú xong rồi hồi coi lại coi sự thay đổi để nó gợi ý coi, nếu mà sau khi bú xong ngại thấy rồi giờ thay bú rồi sẽ coi lại cái mực nó co nhỏ là có nghĩa là gì, nó viêm gan, có sự thay đổi của cái mực theo trước và sau bú thì nó sẽ giúp cho em định hướng. Cái TC sai, cái TC sai hồi nãy nói giá trị chẩn đoán thì nhắc lại đây là một cái dãy mô xơ hồi âm dày cạnh tĩnh mạch cửa, và thứ hai nó độ nhạy dày bao nhiêu, trên 3.5, trên 3.5 mm thì rất giá trị, với một cái độ nhạy 80%, độ đặc hiệu 98%. Đó. Đây hình ảnh một cái túi mật bình thường, một đứa trẻ sơ sinh túi mật luôn luôn anh chị dùng đầu dò anh chị sẽ rất dễ thấy vách nhẵn đều mỏng. Khi nó trong bệnh cảnh teo đường mật thì túi mật nó co nhỏ, vách nó nham nhở không đều, rất giá trị. Đây hình ảnh của một túi mật. Túi mật trong bệnh cảnh viêm gan thì đôi khi nó anh chị sẽ thấy túi mật nó nhỏ nhưng mà nó vẫn có cái đều, khi mà vách nó dày không đều nó nham nhở. Hình ảnh hình dạng của túi mật sẽ có độ nhạy đặc hiệu. Đức anh chị thấy hình ảnh túi mật của trong cái bệnh cảnh của cái viêm gan như thế nào. Và đây, đây hình ảnh của viêm gan, đây hình ảnh của một cái túi mật trong bệnh cảnh của teo đường mật, có thể nó co nhỏ nhưng vách nó không đều, có bệnh cái dịch nó nhanh nhở trong chút xíu. Hình dạng của túi mật này nó có một cái gì, vách nó dày không đều và nó có một cái độ nhạy, đây hình dạng độ nhạy 70%, độ đặc hiệu 100%, nhưng mà về cái vách đó, cái độ anh nhắc lại cái vách túi mật nó dày không đều, gồ ghề, rất giá trị, rất gợi ý. Túi mật nó nhẵn, vách nó nhẵn, nó đều, thường là viêm gan. Nếu như mình coi vách túi mật rồi thì để ý thêm cái thứ hai là vách tĩnh mạch cửa. Trong bệnh cảnh viêm gan, vách tĩnh mạch cửa phản âm nó sáng lên trong viêm gan. Cho nên thông thường anh trả lời hình ảnh không nghĩ tắc mật, không nghĩ viêm gan, không nghĩ teo đường mật mà nghĩ nhiều đến viêm gan, bởi vì nó có dấu hiệu vách mật cửa nó sáng là một, thứ hai vách túi mật nó nhẵn nó đều là hai. Còn nếu mà nó dày, nó co nhỏ, gồ ghề thì rất gợi ý teo đường mật. Anh nhắc lại, vách túi mật dày không đều, co nhỏ, dấu hiệu TC sai. TC sai Giangulocor, đó là dãy, nó bản chất của nó là do hiện tượng sơ teo của đường mật, cho nên nó sẽ biểu hiện phản âm hồi âm dày ở cạnh tĩnh mạch cửa. Đặt cái TC sai này anh chị thấy đây cái tĩnh mạch cửa thì dấu hiệu TC sai là cái dãy mô sơ hồi âm dày. Lưu ý anh chị thấy dãy mô sơ dày đây cũng có, nhưng mà cái chính là những cái chỗ này rất rõ, này ra rõ. Đây anh chị thấy tĩnh mạch cửa, đây dãy hồi âm dày, cái mô sơ dày cạnh tĩnh mạch cửa thì nó rất gợi ý đến một cái dấu hiệu TC sai dương tính. Đây anh chị thấy, đây dày lên, anh chị thấy mình đo non đó nhưng mà nó rất dày, cả bình thường em không thấy đó. Thì nói chung TC sai độ nhạy 98%, độ đặc hiệu 83%. Anh chị thấy trên cái bùng TC sai này nó có cấu trúc nang nữa nè. Và ở thời điểm này anh thấy anh chị thấy tôi đề chứ AVB kết luôn. AVB là teo đường mật. AVB là teo đường mật. Cho nên có thể
với hình ảnh của một cái nang ở vùng rốn gan cộng TCC này dường như nó thiết bích điển hình của teo đường mật, mạnh dạng chẩn đoán luôn. Đó, anh chị thấy cái này cũng vậy, ca khác có một cái cấu trúc nang nhỏ nằm trong vùng TCC, anh chị thấy không? Cái nang này nó không có sự thông thương, cái nang này nó không thông với đường mật mà nó nằm trong cái dãy mô sơ của TCC đấy. Rất, hình ảnh này rất đặc trưng của cái teo đường mật, thấy nó đủ kết luận và đủ để mổ. Em bé này 2 tháng tuổi đến cho mình, nó vàng da, siêu âm thấy túi mật co nhỏ xẹp lép, TCC dương tính quá rõ, TCC. Và tiếp tục cái gì trong bệnh nhân teo đường mật, người ta thấy rằng cái động mạch gan hơi giãn một chút. Tại sao? Bởi vì khi mà nó teo đường mật thì nó sơ gan tăng áp cửa sớm. Khi nó sơ gan tăng áp cửa, giảm đề bi của tĩnh mạch cửa xuống và tăng đề bi của động mạch gan lên. Trong cái hệ cửa thì các em phải hiểu là gì? Cái lưu lượng đề bi của hệ cái mạch cửa 70-80%, của hệ động mạch gan chỉ có 20-30%. Khi tăng áp cửa lên thì cái đề bi, cái lưu lượng của tĩnh mạch cửa nó giảm xuống, thì bắt buộc cái thằng động mạch gan tăng lên. Cho nên trong bệnh cảnh teo đường mật, sơ gan teo đường, thì đó là biểu hiện sơ gan từ cái từ tiểu thì gan từ bên trong rồi, cho nên cái động mạch gan nó sẽ tăng lên. Đây anh chị thấy người ta, đó là một trong những dấu hiệu mà người ta thấy, nó gọi là trong bệnh cảnh sơ gan tăng cửa là cái động mạch gan quá là vậy đó, cái tăng cái lưu lượng của hệ động mạch lên. Thì ở đây cũng vậy, trên bệnh nhân em thấy TCC quá dương tính rồi, cái động mạch gan này nó cũng nhỏ ra luôn, em chị không? Thì nó là những cái tiêu chuẩn để nghĩ đến một cái teo đường mật. Đó, thì cái ca này nó mổ ra là một cái teo đường mật ngoài gan và có hiện tượng sơ hóa đại bào F2, viêm gan đại bào sơ hóa F2, chẩn đoán từ tháng thứ 2. Ca này thì cũng vậy, đứa trẻ 2 tháng thấy cái túi mật co nhỏ không đều, TCC dương tính, TCC dương tính, đó là teo đường mật. Trong trường hợp này tĩnh mạch cửa nằm trước tá tràng, tĩnh mạch cửa nằm trước tá tràng, tá tràng đi hai đây, tĩnh mạch cửa nằm trước tá tràng, đa lắm, rất có nhiều lắm. Câu hỏi đặt ra sao phân biệt đa lắm với lách phụ? Tụi em lưu ý, lách phụ nghĩa là lách phụ thì khoảng 10-30% dân số có, nằm ở đâu? Nằm ở rốn lách, nằm ở cực dưới của lách. Đường kính của lách phụ thông thường dưới 3 phân. Nhưng mà khi anh chị cắt dọc, hình ảnh của cái lách vẫn bình thường. Trong đa lách, anh chị thấy có nhiều khối mô lách riêng biệt và không cắt ra được cái hình dạng của cái lách bình thường. Anh chị hiểu? Thì lúc đó nó là bệnh cảnh đa lách. Tại vì sao? Trong đa lách nó có thể nó bị xoắn những lách phụ nữa, những lách nó bị xoắn nữa. Nhưng ít ra mình hiểu là khi anh chị cắt mà sao thấy nó có nhiều cái cấu trúc khối lách. Như trong hợp này anh chị thấy có nhiều cái khối dạng mô lách. Đây hình ảnh của một đứa trẻ đa lách có tĩnh mạch cửa nằm trước tá tràng. Đây là bản tổng hợp của một cái nghiên cứu, của tác giả. Thì anh chị thấy là đây là những cái giá trị của cái siêu âm trong chẩn đoán teo đường mật. Từ không có túi mật, rồi đường kính túi mật dưới 19. Đó. Anh chị coi độ nhạy đặc hiệu, giá trị chẩn đoán âm chẩn đoán dương. Đây là bản cho anh chị tham khảo. Nhưng ít ra mình hiểu. Để chẩn đoán teo đường mật, anh chị cứ trình tự đi nãy tới đấy, anh chị làm. Không thấy túi mật co nhỏ. Thứ hai, thấy có thì không loại trừ. Thứ hai nữa là gì? Dấu hiệu TCC. TCC thì là khoảng hồi âm dày cạnh tĩnh mạch cửa đường kính trên 3.5. Thấy có cấu trúc nang ở vùng rốn gan,
ở ngay khoảng nữa đó là ok. Nhưng cái nàng này không có sự thông thương bên trong. Giờ gì nữa, có thể nếu một đứa trẻ vàng da ứ mật kèm theo một trong những thành phần của hội chứng đa lách hoặc không lách cũng phải nghĩ tới teo đường mật. Anh ví dụ, đứa trẻ này gửi đến vàng da, siêu âm trên lâm sàng nó có bị tim bẩm sinh, vàng da tim bẩm sinh mà anh chỉ cần thấy thêm một cái nữa, ví dụ đa lách kết luận luôn theo dõi teo đường mật, bắt buộc phải nghĩ tới nó. Vậy thôi, chỉ cần một trong những thành phần của hội chứng đó là phải nghĩ tới. Nói chung siêu âm có một cái độ chính xác trong chẩn đoán teo đường mật khoảng 98%. Ok, cho đến ngày nay, siêu âm vẫn là một phương tiện đầu tiên trong chẩn đoán teo đường mật. Mặc dầu nó còn có nhiều cái để yêu cầu, ví dụ chụp MRI đường mật. Nhưng MRI đường mật nó vẫn còn có những hạn chế của nó, chưa có thể đại trà. Để làm một cái MRI đường mật chẩn đoán teo đường mật không dễ, đứa trẻ đâu gây mê ổn định, nó nhiễu quá, nó, tại vì đứa trẻ nó chỉ cần lúc lắc là nó sai, nó làm sai sai số, cho nên người ta vẫn ưu tiên. Như vậy thì sao chẩn đoán teo đường mật nó còn có những cái gì nữa? Thứ nhất là trên những cái xét nghiệm về sinh hóa cho thấy một tình trạng ứ mật có sự tăng của GGT gamma urin transferase đấy. Thì sự tăng của GGT, cái tăng của alkaline phosphatase kiềm chẳng hạn, đó là những yếu tố gợi ý. Cộng với cái gì? Nếu như mà một trên một cái đứa trẻ mà lâm sàng nghi ngờ siêu âm không thấy, hoặc là siêu âm không, bất tương hợp giữa lâm sàng và siêu âm, thì bước thứ hai người ta nên sinh thiết gan. Cách sinh thiết gan để làm gì? Nhằm hai mục tiêu. Đầu tiên có thể gợi ý chẩn đoán teo đường mật với sự tăng sản của những tiểu quản mật có nút mật có phản ứng viêm sơ. Hình ảnh Adabat đó cung cấp cho cái tiêu chuẩn để chẩn đoán teo đường mật. Nhưng cái điều quan trọng thứ hai nữa đó là đánh giá mức độ sơ gan để em tiên lượng cuộc mổ nữa. Cái sinh thiết gan, anh nhắc lại, chỉ thực hiện, mình thực hiện khi mà em không bất tương hợp, chứ còn siêu âm đủ chẩn đoán, lâm sàng nghi ngờ, siêu âm chẩn đoán rồi, đẩy mổ. Cái bước thứ ba, người ta vẫn có thể làm một cái chụp đường mật xuyên gan qua da, hoặc chụp đường mật trong lúc mổ. Chụp đường mật xuyên gan qua da thường chỉ thực hiện ở những trường hợp mà nó có túi mật. Là anh nghĩ là teo đường mật mà nó có túi mật. Hoặc là nếu mà không có điều kiện thì người ta chụp trong lúc mổ, người ta chụp đường mật luôn cũng được. Nhưng mà ở bệnh viện là một cái động tác chụp đường mật xuyên gan qua da thì nó xâm lấn và nó hơi nặng nề quá, cho nên không làm. Đến giờ phút này bỏ, ngày xưa có làm bây giờ bỏ rồi. Chỉ cần là gì, nếu siêu âm chẩn đoán dương tính, tại vì cái độ chính xác của siêu âm dương đường mật cũng khá là cao, cho nên mấy anh chị rất là tin tưởng. Nếu như mà thấy không tương hợp lắm, xin thiết gan. Sinh thiết gan đủ rồi, nếu cần nữa đẩy lên mổ luôn, không cần chụp xạ hình, không cần chụp MRI. Đó là cái flow sạc của nhiều một đến giờ phút này. MRI cần không? Đã nói rồi, chúng ta xạ hình vẫn có thể bị dương giả. Tại sao xạ hình mục tiêu là gì? Để em thấy rằng cái chất đồng vị phóng xạ, cái chất đồng vị phóng xạ nó không xuống được cái mật đường ruột, nhưng mà trong viêm gan ứ mật nó cũng đổ xuống. Cho nên nó sẽ dẫn đến chẩn đoán dương giả. Mà dương giả teo đường mật thì đó, cho nên ở nhi đồng 1 cũng không xài. Nó tóm lại, cho đến giờ phút này, nhi đồng 1 chẩn đoán teo đường mật, 1, siêu âm. Tất nhiên sinh hóa là phải làm bi lăng đầu tiên rồi. Trong bệnh cảnh vàng da ứ mật là phải làm bi lăng đầu tiên của một cái teo đường mật và vàng da ứ mật. Nhưng siêu âm là bước chẩn đoán đầu tiên. Nếu siêu âm chẩn đoán dương tính, phù hợp lâm sàng, 1. Nếu siêu âm không thấy, lâm sàng nghi ngờ, hoặc là siêu âm dương tính mà lâm sàng không thấy, không phù hợp gì lắm, thì sinh thiết gan. Sinh thiết có kết quả. Ok. Đó là hình ảnh của giải phẫu bệnh lý. Như vậy, khi anh chị chẩn đoán teo đường mật, thì người ta làm phẫu thuật Kasai. Đây là một cái tác giả người Nhật. Ông mổ lấy cái gì? Ông lấy cái
ổng bóc tách hết cái mô sơ và lấy cái quay ruột ổng đính lên cái ruộng viên để hứng mật xuống. Cái mục tiêu của thằng ca sai là để giải thoát mật, để tránh sự ứ trệ nó dẫn đến sơ gan, nó phục hồi cái dòng chảy của mật. Cái ca sai đó thì cái khả năng thành công của nó thì không phải là gì. Sau khi mổ xong thì có những đứa trẻ nó về ok, nhưng người ta thấy rằng có những trường hợp về sau này đứa trẻ cũng phải khoảng 80% về sau này sau cũng phải ghép gan. Nhưng để đưa đứa trẻ nó vượt qua cái thời kỳ sơ sinh, cho nên đến giờ phút này ca sai vẫn là phẫu thuật bước đầu. Cho dù nó biết rằng nó vẫn phải ghép gan thì vẫn ghép gan, cho nên người ta vẫn phải làm kỹ thuật vậy. Đây là hình ảnh của một cái túi mật to nhỏ ai dễ sơ. Cái thứ hai nữa là sau đi bóc tách lên, sau đó người ta mới đưa ngoài ruột lên đính vô khoảng cửa để hứng cái dòng chảy nó đi. Như vậy thì anh chị hiểu ba điều theo đường mật. Nếu anh chị chẩn đoán trễ hoặc là bệnh nhân không được phẫu thuật thì nó chết rất là sớm, chết trong bệnh cảnh sơ gan tăng áp cửa. Nhưng nếu phẫu thuật thì người ta thấy rằng có khoảng 10% sống được đến 20 tuổi. Có nhiều ca sau khi mổ xong thấy nó hết vàng da, thấy diễn tiến nó thuận lợi đó. Nhưng mà nhìn vô cái gan nó sơ gan. Thì nhắc lại, thời gian nó phẫu thuật, sau phẫu thuật đôi khi nó là ok đó. Thì đứa trẻ hết vàng da. Và thứ hai nữa là thấy nó bú tốt lên kể lại, nhưng mà cái diễn tiến về sau này thì nó vẫn thấy diễn tiến nó sơ gan. Thì vấn đề nằm ở chỗ là về nội khoa người ta thấy rằng nó lại xuất hiện một cái viêm sơ đường mật tiến triển. Cách đây một trong hội thảo với ông Tanaka, ông này một chuyên gia Phật giả ghép gan của người Nhật, khi ông hỏi tôi về chứ trên siêu âm, anh có thể phân biệt được, anh có phát hiện được, có chuẩn đoán được cái viêm sơ đường mật không? Anh nói ok. Siêu âm tôi sẽ trả lời được viêm sơ đường mật. Nhưng tôi không nói được nó là do biến chứng của phẫu thuật ca sai hay là biến chứng của diễn tiến tiếp tục của cái teo đường mật. Không nói được. Tại sao vậy? Khi ông hỏi câu đó là tôi biết cái ý ông hỏi gì rồi. Tại vì ông muốn nói đánh giá cái hiệu quả của thằng ca sai. Nhưng mà chỉ nói một câu duy nhất đó là gì? Viêm sơ đường mật có khoảng 30-60%. Thứ hai, sức nhiên nó đã sơ gan ứ mật thì dẫn đến tăng áp cái mạch cửa cũng trên 60%. Thứ ba, có thể xuất hiện hội chứng gan phổi hoặc là tăng áp động mạch phổi, tăng áp cửa phổi hay là tăng hội chứng gan phổi. Hội chứng gan phổi là cái gì? Tăng áp mạch phổi là cái gì? Tại sao? Anh chị phải hiểu hai vấn đề. Nói nó hơi sâu chút nhưng mà cũng nên biết. Trong hội chứng gan phổi, đây là một tình trạng anoxy, epoxy mãn tính. Cho nên bệnh nhân sẽ đến với anh chị trong bệnh cảnh của một tình trạng anoxy. Nó tím môi, ngón tay dùi chống. Tại vì sao cái thực tiễn lâm sàng là mấy anh chị thấy ngón tay dù trống, thấy nó tiếng cái đèn nhỏ đi bắt đi xâm tim hoài, coi lỗ thông nào không mà xâm hoài không thấy. Thì đó là như vậy. Thì trong hội chứng gan phổi, cái định nghĩa của nó là gì? Biểu hiện một tình trạng anoxy mãn tính, tình trạng epoxy mãn tính ở những bệnh nhân bệnh gan giai đoạn cuối. Tại sao nó bị? Bởi vì khi gan nó suy, tổn thương gan thì nó dẫn đến sự thay đổi, giảm tổng hợp những cái chất vận mạch. Những chất co mạch nó dẫn đến nó mở những cái sinh ở phổi. Chính nó mở những cái sinh ở phổi đó nó dẫn đến một tình trạng nó thông động cái mạch trong phổi. Chụp X-quang lên nó thấy hình ảnh mô kẽ, hình ảnh tăng tuần hoàn không, tìm hoài không ra nguyên nhân, cứ chẩn đoán dị dạng động mạch. Nhưng cuối cùng nó là hội chứng gan phổi. Đó, thì ý muốn nói là gì? Hãy hiểu hai vấn đề là ở những bệnh nhân bệnh gan, ở những bệnh nhân bị sơ gan mà anh chị thấy ngón tay dù trống, thấy nó bị tím, nó hay mệt, đó là hội chứng gan phổi.
Làm sao chẩn đoán dễ không? Dễ. Ba điều. Điều đầu tiên, đang tư thế nằm cho nó ngồi dậy, SL2 tụt xuống, nó gọi là ortodioxy, giảm oxy phần theo tư thế. Đang tư thế nằm cho nó ngồi dậy, SL2 tụt xuống, dễ chẩn đoán mình chết. Anh chị đeo sẵn đo cái dễ không? Một cái. Cái thứ hai, anh chị trên X-quang hoặc CT có thể thấy giãn từ hoàng phổi. Và cái quan trọng nhất đó là gì? Làm siêu âm tim để chẩn đoán thông nói. Làm bằng cách nào? Dễ. Làm cách nào? Người ta dùng cái echo công trớt, lấy nước muối tạo ra những cái vi bọt khí. Trong vòng 3 chu kỳ tim, thấy sự hiện diện của những vi bọt khí nằm trong buồng nhĩ trái, có nghĩa là bệnh nhân có thông nối cửa chủ, có cái bị mở những cái sinh trong phổi, nằm trong hội chứng gan phổi. Tại sao? Bởi vì bình thường những cái vi bọt khí này khi anh chị tiêm nó vô, nó sẽ được lọc lại ở giường mao mạch phổi. Khi nó bị những cái chất giận mạch mở những cái sinh trong phổi rồi, nên nó hiện diện trong bên buồng nhĩ trái liền. Đó là cái phương pháp chẩn đoán. Nó còn một cái test thứ ba, một cái tư nữa đó, người ta làm cái xạ hình phổi để chẩn đoán cũng được. Đó là cái những cái nhỏ nhỏ vậy nghe chơi. Rồi nó sẽ xuất hiện những nang mật hoặc là những cái ca đường mật. Như vậy ở bệnh nhân bị teo đường mật, nếu anh chị không mổ, bệnh nhân chết sớm. Nếu anh chị mổ, bệnh nhân chết muộn. Không mổ cũng chết, mà mổ rồi cũng chết. Mổ làm chi? Cho nên người ta mới nói rằng teo đường mật, phẫu thuật ca sai là phẫu thuật bắt cầu. Bắt cầu để cho đứa trẻ ghép gan sau này. Ok, đó là cái quan trọng. Đây là những cái nang nhầy mật. Bệnh nhân sau phẫu thuật ca sai nó sẽ có những cái nang nhầy mật. Đứa trẻ này tiền căn mổ ca sai, bây giờ đến vẫn còn vàng da, có xuất hiện tương quan ban hệ. Tương quan ban hệ, sơ gan ta cửa nặng. Nhưng cái quan trọng là ngón tay dù chó. Ngón tay dù chó, ngón chân cũng dù chó luôn. Ra xuất hiện hội chứng gan phổi. Anh chị thấy. Trên bệnh nhân bị tiền căn được phẫu thuật ca sai nên nó 10 tháng. Đến trong bệnh cảnh của một cái có biểu hiện sơ gan tắp cửa, nhưng quan trọng thận nó to. Ở bệnh nhân bị phẫu thuật ca sai, bây giờ đến cho anh chị thận nó to, nó suy thận, nghỉ liền, hội chứng gan thận. Nó làm tăng phân biệt tủy vỏ, anh chị hiểu không? Còn nếu biểu hiện bằng tiếng thì biểu hiện hội chứng gan phổi, thận nó to, có thể nó suy thận, thì lúc đó là hội chứng gan thận. Như vậy thì trong cái teo đường mật này mình chẩn đoán phân biệt nó với cái viêm gan sơ sinh. Trong viêm gan đó có thể do yếu tố nhiễm trùng, bệnh chuyển hóa hoặc là vô căn. Hay trong chẩn đoán viêm gan này nó có hai điểm. Đầu tiên, hình ảnh gan nó bình thường. Có thể gan nó bình thường hoặc hơi có ít. Nhưng cái quan trọng là gì? Túi mật vẫn bình thường. Nhưng mà đôi khi anh có thể thấy vách tĩnh mạch cửa sáng hoặc nó phản ứng. Và là cái túi mật nếu có những hợp viêm gan cấp thì có thể thấy được cái phù nề của thành túi mật trong viêm gan cấp. Còn nếu mà viêm gan mà ở trẻ, viêm gan sơ sinh thì đa phần anh chị sẽ thấy ba vấn đề lớn. Đầu tiên là gan nó có thể to, hơi to ít, vách tĩnh mạch cửa nó sáng, vẫn thấy được túi mật, không có TG sai. Thì ở những trường hợp đó anh thường kết luận một câu là hiện không dấu tắc mật ngoài gan, chưa thấy dấu gợi ý teo đường mật, nghĩ nhiều đến viêm gan sơ sinh vậy thôi. À, nếu một số mặt mình có thể cho đứa trẻ nó đây, hình ảnh của một đứa trẻ này trên xâm thấy túi mật thì nó hơi co nhỏ một chút đó, nhưng mà để lâm sàng nghi ngờ quá nên làm sinh thiết gan. Và khi mà không, anh chị thấy có gì TC sai thì không có, nhưng mà lâm sàng thấy nó vàng da, nó ứ mật, nghi ngờ quá phải sinh thiết. Và sinh thiết đây là một viêm gan đại bào, đơn thuần viêm gan đại bào.
đứa trẻ này bị nhiễm CMV, CC sai thì âm tính, CC sai âm. Túi mật co nhỏ, vách nó thì hơi dày, nó co nhỏ nó dày thì không nói được. Nhưng mà ít ra ba điều không thấy CC sai. Thứ hai là túi mật nó vẫn, vách nó nhẵn, nó đều. Và tất nhiên, bởi vì nó có bằng chứng của cái nhiễm trùng não bào thai. Trên xem não thấy có những vệt phôi hóa, kết luận luôn viêm gan CMV. Sự tác động qua lại trên hình ảnh đứa trẻ gửi đến vì vàng da, trên siêu âm không có bằng chứng của cái teo đường mật, thấy có bằng chứng của nhiễm trùng não bào thai, kết luận CMV viêm gan đại bào. Và cái này viêm gan đại bào, đây là hình ảnh của cái não, nó có hiện tượng phôi hóa. Một cái bệnh lý mà ở trẻ sơ sinh cũng hay gặp, đó là cái sỏi mật rất hay gặp, sỏi bùng. Ở những đứa trẻ nuôi ăn kéo dài, sơ sinh, trong bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, trong bệnh cảnh huyết tán mạng, nó có thể xuất hiện cái sỏi bùng. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Mình làm sao mình nghĩ đến nó? Cái sỏi bùng đôi khi cái độ hồi âm của nó vẫn có thể sỏi bùng, nó vẫn có thể làm cho vàng da dao động mà. Độ hồi âm của nó lấp đầy trong cái túi mật, có thể lấp đầy trong đường mật luôn. Thì lúc đó mình thấy cái gì? Anh chị sẽ thấy là đứa trẻ có thể có vàng da dao động, nhưng quan trọng là anh chị thấy nữa cái những cái nút mật, những viên sỏi bùng nó lấp đầy bên trong và nó chảy dài xuống. Đây anh chị thấy. Ví dụ anh chị thấy đây cái đường mật nó có sỏi bùng ở đây. Lắp đầy các mật chủ và nó kéo dài xuống dưới gần tới đoạn đầu tụy luôn, và cái mật nó vẫn bình thường. Em chỉ thấy sỏi bùng lắp đầy ống mật chủ xuống tới đoạn đầu tụy. Đây, trong ống mật chủ đoạn đầu tụy có một cái viên sỏi bùng. Hội chứng allergen. Hội chứng allergen làm sao biết? Có 3 điểm. Điểm đầu tiên, đây là một cái bệnh lý gọi là di truyền do loạn sản tiểu động mạch gan. Đứa trẻ sẽ đến anh chị trong một cái bệnh cảnh có những đứa trẻ nó ngứa. Nhìn trên người nó có những cái vệt, ngứa nó gãi. Thứ hai nữa, tất nhiên nó có tam chứng lâm sàng. Thấy cái gì? Anh chị sẽ thấy đứa trẻ nó có một cái nét đặc biệt. Anh hay gọi nó là teledanostic. Chán dồ, mắt sâu, cầm nhọn. Con ta mà giống con thi. Con ta giống con thi. Cho nên nhìn vô được một đứa trẻ gọi hội chứng allergen thì mặt lâm sàng rất rất gợi ý. Cái thứ hai, đứa trẻ có thể kèm theo một cái biểu hiện hẹp nhánh động mạch phổi. Hẹp nhánh động mạch phổi này, anh nhắc lại là hẹp ở nhánh chứ không hẹp tại van động mạch phổi. Cho nên nhiều khi mấy em làm siêu âm tim đo cái van động phổi không thấy hẹp. Bác sĩ lâm sàng cứ hỏi e hoài, phải đi ra ngoài nhánh trái phải một chút, đi xa ra một chút, anh chị ra mìn mới phát hiện được cái chỗ hẹp chứ không phải hẹp tại van. Cho nên một số em chị cứ làm ngay bắt cái phổ ngay qua cái van đó thấy bình thường. Cho nên anh chị nhắc lại hẹp nhánh động mạch phổi. Và cái quan trọng thứ ba đó là đốt sống hình cánh bướm. Đốt sống ở trẻ này nè. Đốt sống hình cánh bướm. Đây là tam chứng lâm sàng rất gợi ý một cách teo đường mật. Trọng teo đường mật, nhắc lại. Trong bệnh cảnh hội chứng allergen có một cái nét đặc biệt. Mắt chán dồ, mắt sâu, cầm nhỏ. Có kèm hẹp nhánh động mạch phổi. Kèm theo cái thân đốt sống cánh bướm. Đây hình ảnh thân đốt sống cánh bướm. Nếu anh chị đang nghĩ đến nó, lâm sàng của nó là gì? Những đứa trẻ này nó ngứa. Nó ngứa, nó gãi, vậy vàng da nó ngứa. Và đứa này nó phải chết vì bệnh cảnh sơ gan, có thể chết vì bệnh cảnh bệnh lý gan cũng, hoặc là bệnh lý tim mạch. Cho nên trong hội chứng allergen nó vẫn là một cái ứng viên ghép gan. Bệnh lý thiếu alpha 1 antitrypsin. Thiếu alpha 1 bởi vì nó cũng là nguyên nhân gây vàng da ứ mật.
Nhưng cái quan trọng nhất là khi anh chị nghĩ tới nó, với những đứa trẻ này thông thường nó hay kèm theo những biểu hiện của bệnh lý của phổi. Người ta làm gì đo cái nồng độ, anh ta đều thấy nó mất đi cái không có bị thiếu giảm cái anh ta một. Đứa trẻ này gì của anh thì nó bằng giá mật thì nó một cái nó ngối đến là gì, nó có cấu trúc nang, không có cấu trúc nang ở vùng khoảng cửa đống gan, thứ hai là thứ mật nó đang cấu trúc nang dài, cũng như nó chụp MRI nhưng nó cũng gợi ý đến không điển hình lắm, không điển hình của teo đường mật lắm, cho nên cho đến giờ phút này, cho đến giờ phút này người ta vẫn nói là chưa có đưa MRI lắm đâu. Tại vì sao? Bởi vì khi mà anh ở ca này làm mật tay, nhưng mà khi là đang làm giờ nghiên cứu nên chưa có ứng dụng. Nhưng chỉ nói một câu duy nhất là gì, em trai vẫn còn để đó chứ chưa phải là tiếp tiếp. Nghĩ đến theo đường mật siêu âm vẫn là bước gold standard trong bước chẩn đoán ban đầu đó, để cái độ chính xác nó rất là cao anh chị. Quan trọng là chị đi tìm nó thôi, cách làm như thế nào thôi, chứ còn tại vì khi mình làm mình không để ý hoặc là anh chị làm không đúng chuẩn mình không thấy. Đó. Như vậy thì đối với teo đường mật, tôi chỉ cần anh chị nhớ ba vấn đề lớn là nên nghĩ khi nào thì mình nghĩ tới nó và đi tìm trong hội chứng, hay là nếu là trong hội chứng thì dễ, không khó lắm, nhưng mà trong bệnh cảnh của teo đường mật thì nên được chẩn đoán sớm. Thời gian vàng chỉ cho phép 2, maximum là 3 tháng đầu tiên. Đó là teo đường mật. Trong teo đường mật đó phải có chẩn đoán phân biệt với một số trường hợp hội chứng allergen, viêm gan ứ mật, mà trong viêm gan ứ mật đó hàng đầu vẫn là CMV. Trong cái viêm gan ứ mật đó nó còn cái teo đường mật đó anh chị phải phân biệt nó với thiếu alpha 1 antitrypsin. Mà thường cái thằng thiếu alpha 1 antitrypsin thường kèm với một cái biểu hiện của phổi, đứa trẻ hay cái bệnh lý phổi khó khẹt. Thì lúc đó thử alpha đo cái gamma, cái điện di thiếu cái alpha 1. Rồi một cái nữa đó là nang ứ mật chủ. Đây là một cái bệnh lý mà không phải là hiếm. Và đây là do sự bất thường của kinh trung thị mật. Nên cái dịch tụy nó trào qua cái đường mật và nó gây một cái tổn thương lâu dài, nó làm cho cái đường mật nó giãn ra. Và chính vì nó giãn đó cho nên nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương và nó lại có nguy cơ bị ung thư. Đó là lý do tại sao trong nang ống mật chủ, người ta mổ cắt luôn túi mật, cắt càng cao càng tốt, bởi vì để nó có nguy cơ ung thư, cho nó tổn thương lâu mãn tính mà, cho nên phải hiểu. Và trong cái bất thường nang ống mật chủ như anh nói là sự bất thường của kinh trung tụy mật. Dịch tụy nó trào qua, anh chị hiểu. Chính vì vậy nó, nhưng người ta thấy rằng những cái nang ống mật chủ mà nó giãn kiểu hình thôi, những nang ống mật chủ mà nó giãn hình thôi, những nang ống mật chủ mà nó có kèm theo những cái nút mật, nút đạm, những nang ống mật chủ mà anh chị phát kèm theo một cái phát hiện trễ, đa phần nó có bất thường kinh trung tụy mật. Điều quan trọng thứ hai đối với nang đường mật anh chị nhớ gì, là thường ngày xưa thì nó đến với mình, ngày nay mình phát hiện rất sớm, phát hiện từ bào thai. Ngày xưa mình phát hiện trễ, mà phát hiện trễ có thể 10-20 tuổi, trẻ lớn người lớn, nhưng ngày nay mình phát hiện rất sớm nhờ siêu âm. Bởi vì những cái bệnh nhân đến mình đa phần đến vì đau bụng, đến vì hội chứng vàng da, chọc phải trong bệnh cảnh nhiễm trùng đường mật đó, thì mình sẽ có thể phát hiện được. Như vậy thì chỉ đối với nang đường mật, câu đầu tiên hãy hiểu đó là gì, đây là một cái bất thường bẩm sinh, bất thường kinh trung tụy mật, nó dẫn đến giãn đường mật và nó thúc đẩy những đợt viêm tụy, có thể thúc đẩy những đợt nhiễm trùng đường mật. Thì cái điều quan trọng thứ hai là cần nhớ được cái phân loại của tác giả Todani. Cái phân loại của tác giả Todani này nó chia làm cái 5 tiếp. Tiếp 1 là dạng thường gặp nhất. Anh chị chỉ nhớ một câu, giãn ống mật chủ. Giãn ống mật chủ vậy. Giãn ống mật chủ.
Nếu nó giãn dưới ống túi mật thì là một A, trên ống túi mật là một B, giãn trên dưới ống túi mật thì nó là một C. Nhưng chỉ cần biết giãn ở một chỗ là cúp một là đủ rồi. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là tiếp hai là dạng túi thừa. Tiếp hai là dạng túi thừa. Tiếp ba đó là cholesterol xa cái niêm mạc của đường mật vô lòng của tá tràng D2. Tiếp bốn dạng đường mật trong ngoài gan. Còn tiếp năm chỉ dạng đường mật trong gan, dạng túi mà người ta gọi đó là hội chứng hay là bệnh Caroli. Như vậy nhớ gì? Là chỉ cần nhớ là giãn một chỗ chia làm năm tiếp. Tiếp một giãn ống đường mật, giãn một chỗ thôi. Còn tiếp hai là túi thừa. Tiếp ba là xa vô lòng của tá tràng. Tiếp bốn là giãn trong ngoài. Tiếp năm chỉ giãn bên trong mà gọi là bệnh Caroli. Đó, anh chị nhớ. À, tiếp một, tiếp hai là giãn túi thừa. Tiếp ba là nó xa vô lòng. Tiếp bốn là giãn bên trong bên ngoài luôn. Tiếp 5 chỉ giảng bên trong thôi. Đó là câu hỏi đặt ra làm sao chẩn đoán. Dẫn đoán nang ở một chỗ. Chẩn đoán nang một chỗ. Thứ nhất có 3 điểm. Điểm đầu tiên là phải thấy được một cái cấu trúc nang nằm cạnh tĩnh mạch cửa. Bắt buộc phải thấy. Bởi vì anh chị thấy một cái cấu trúc nang lớn mà không thấy tĩnh mạch cửa, coi chừng nang ở một tĩnh mạch cửa nó giãn phình tĩnh mạch cửa đó. Cái điểm đầu tiên là phải thấy được một cấu trúc nang nằm cạnh tĩnh mạch cửa. Cái nang này có sự thông thương với ống túi mật, thông thương với túi mật, thông thương với ống gan. Để anh chị chứng đoán nó là nang đường mật. Giãn bao nhiêu thì thật ra mà nói, thường thường thì giãn trên 10 thì anh ngoại khoa mới chịu can thiệp. Còn giãn 6-7mm thường không can thiệp, không chịu can thiệp. Nhưng mà giãn mà giãn nhẹ mà cỡ 7-8mm đó, rất hay gặp do bất thường tinh trung tụy mật. Rất hay gặp. Bởi vì nó là yếu tố có những đợt nó gây viêm tụy, có những đợt nó đến trong bệnh cảnh đau bụng nó ối mà tiền không ra. Thậm chí có nhiều anh ngoại khoa hỏi, ngoại siêu âm lúc thì trả lời 10, lúc thì trả lời 11, lúc trả lời 8, đo đạt nó sai số. Ngày xưa mấy anh chị không hiểu, nhưng mà thật ra anh nói là gì? Cái sự nó thay đổi mà nhẹ đó, coi chừng nó là bất thường kinh trung tụy mật, dịch nó trào qua từng lúc. Lúc nó trào qua nhiều, nó giãn to hơn một chút, nó trào ít hoặc không có, chưa bài trước thì nó nhỏ lại một chút. Cho nên cái quan trọng nhất là đi tìm. Trong khuôn khổ bài này, trong khuôn khổ thời gian, không cho phép tôi trình bày cho anh chị cách chẩn đoán bất thường kinh trung tụy mật. Đây là cái chiêu riêng. Khi nào có cơ hội sẽ học riêng bài là bất thường kinh trung tụy mật. Nó khác. Ở trong bất thường kinh trung tụy mật nó có những tiêu chuẩn siêu âm để gợi ý chẩn đoán. Bất thường kinh trung tụy mật chỉ chẩn đoán được bằng siêu âm hoặc là cái chuẩn vàng là MRI cộng hưởng từ, chứ ngoại khoa thua. Ngoại khoa không có chẩn đoán được. Tại sao? Để anh chị mổ cho anh chị. Nhưng mà vẫn cần có MRI để họ biết cái túi cùng dưới họ cắt. Cho nên anh muốn anh chị nói một câu là bất thường kinh trung tụy mật đó là một trong những thuốc nó có thể nó đưa đến giãn dạng nang. Nhưng đôi khi nó giãn nhẹ nhẹ, nó gây ra những đợt viêm tụy cấp tái đi tái lại. Cho nên một đứa trẻ mà nó viêm tụy tái đi tái lại, một đứa trẻ mà đến cho anh chị thấy đường mật lúc giãn, lúc không giãn, nhẹ, nên cảnh giác với bất thường kinh trung tụy mật, đi tìm. Ok. Như vậy thì đây là cấu trúc giãn nang. Cầu nó nằm ngay phía trên tĩnh mạch cửa. Anh chị, nó có một cái sự thông nối, anh chị thấy không? Đó. Và đôi khi có những trường hợp cái nang rất to, những nang rất to, nó kèm theo giãn luôn cả cái ống gan bên phải trái luôn. Anh chị thấy đây một cái nang giãn thôi và nó nối với ống túi mật ở đây. Anh chị thấy đó. Đôi khi nó kèm theo cả giãn bên trong nhánh gan phải trái, giãn rất to. Đây là cái ống mật chủ giãn giãn thôi và nó có sự nối đây. Anh chị thấy không?
này thì quá dễ. Anh chị thấy có một chủ dạng to và có sự thông nối nè. Đó. Và nằm ngay trên tĩnh mạch cửa. Nằm ngay trên tĩnh mạch cửa. Đó. Cái điểm quan trọng thứ hai nữa là gì? Bệnh calorie. Khi nào gọi là bệnh, khi nào gọi là hội chứng? Thì khi mà nó chỉ giãn những ống mật trong gan thôi, giãn mật lớn trong gan thôi, mà nó không kèm theo cái thận, mình gọi là bệnh. Còn hội chứng khi nó kèm theo cái thận đa nang di truyền lặng, có nghĩa là thận nó có nhiều cấu trúc nang, thận to mất cấu trúc phân biệt tỉ vỏ, thận nó có nhiều nang, có lắng vôi, thì lúc đó coi chừng đây là hội chứng cao ly. Có nghĩa là một trên, tại sao ở những bệnh nhân bị hội chứng hay bệnh caloly, hội chứng caloly, bệnh nhân thường đến mình trong hai cái cấp lô lâm sàng. Nó đến hoặc là biểu hiện của một cái hội chứng tăng áp lực mạch cửa, đến vì cái lắc to, ối ra máu. Giai đoạn trễ hơn một chút, bệnh nhân đến trong bệnh cảnh của một cái suy thận mạng. Giai đoạn trễ. Giai đoạn sớm đến vì ối ra máu, đến vì bệnh cảnh tăng áp mạch cửa. Và đây là một trong những cái mà bệnh nhân rất hay vô nhi đồng một trong bệnh cảnh, vì thấy nó rất to, lên khoa huyết học. Nằm một thời gian xong xuống kiểm tra, xem bụng lồi ra, bệnh nhân bị tăng áp mạch cửa do hội chứng caloly. Như vậy thì làm cái giãn đường mật trong gan làm sao mình biết? Thì đó là những cấu trúc túi da ống lan tỏa, nhưng để chẩn đoán anh chị thấy đôi khi nó giãn rất là to, nhưng giãn túi đó. Nhưng cái quan trọng nhất trong chẩn đoán giãn đường mật trong gan giãn túi đó là gì anh chị thấy? Bởi vì cái tĩnh mạch cửa, cái đường mật nó đi một bộ ba mà, ống mật, động mạch, tĩnh mạch cửa, thì khi mà cái đường mật nó giãn đó, nó ôm lấy cái nhánh tĩnh mạch cửa. Nó cho hình ảnh được coi gọi tăng đốt sai. Dấu hiệu trên một cái nang có một cái chấm. Anh chị để ý có cái chấm. Đó. Đây là một những cái tiêu chuẩn. Đây là những cái tiêu chuẩn để anh chị chẩn đoán nó là giãn đường mật trong gan giãn túi. Đây là nhìn những cái chấm. Làm sao biết? Có mạch máu bên trong. Đây là cái tĩnh mạch cửa. Cái nang kế bên nó ôm lấy. Anh chị hiểu không? Đây là hình ảnh. Đây là những cái, những đường mật nó giãn và nó ôm lấy có một cái chấm bên trong, chấm hồi âm nó dày đó. Đây là cái tĩnh mạch cửa thôi, đây là tĩnh mạch cửa này. Đó, anh chị thấy không? Nhánh tĩnh mạch cửa nó ôm, do cái đường mật nó giãn, nó ôm lấy cái tĩnh mạch cửa. Dấu hiệu xong đó xong. Dấu hiệu này rất đặc trưng, đủ để anh chị kết luận nó là một cái giãn đường mật trong gan giãn túi. Đủ để mình chẩn đoán nó là caroly. Nhưng nói ngược lại, anh chị phải cảnh giác, mà là cẩn thận, bởi vì có những trường hợp là nó giãn ở ngoại vi á, anh chị nếu làm dò cong vét, mình cắt bình thường bên trong, bỏ sót. Cứ chẩn đoán là rất to không, nhưng mà nó nằm tuốt ở bên ngoài, mình bỏ sót. Cho nên phải sử dụng đầu dò đo ni quét ra ngoài. Khi anh chị thấy một đứa trẻ, nó tăng áp cho mình cửa, nó không tương hợp với mức độ của gan, hoặc kiểm tra lại. Hoặc là thấy nó có kèm thận đa nang dạng di truyền lặng, thì phải đi kiểm tra cái gan. Nhắc lại, kiểm tra gan để đi tìm coi nó có giãn đường mật trong gan hay không, để mình gom nó lại một mối. Một cái thận đa nang di truyền lặng ARBKD kèm theo một dấu hiệu sơ gan tăng áp cửa, kèm theo giãn những cái nang nó nhỏ nhỏ ở trong gan thôi, là đủ để anh chị kết luận. Anh chị đó, anh chị thấy đây là những cái chấm và cái đường mật nó giãn, anh chị không đó. Và nhìn kỹ cái nền gan này nó sơ quá, nó kèm theo hiện tượng sơ quá gan. Trong hội chứng caloly nó có sơ quá gan, có ARBKD, có kèm theo những cái đó để mình gom lại đó. Anh chị thấy không, hình ảnh gan nó cấu trúc nó thô, nó sơ quá đi. Và cái thận, nhìn vô cái thận, thấy thận nó to, mất cấu trúc phân biệt tỉ vỏ, có nhiều cái nốt vôi nhỏ nhỏ. Đó.
thận to, mất cấu trúc phân biệt chỉ vỏ, có nhiều cái nang nhọn, những cái vi sỏi. Và khi anh chị chuyển sang đầu dò lên đi, anh chị có thể thấy được những cái cấu trúc nang này. Anh chị không? Phải sử dụng đầu dò lên đi để mới thấy được những cái nang nhỏ của nó được. Đây là trường hợp anh chị, đứa trẻ này 7 tháng. 7 tháng. Đó. Thấy đường mật trong gan nó giãn, anh chị không? Có hiện tượng sơ hóa nhưng mà có đường mật trong gan giãn dặn túi. Kèm theo cái gì? Đó, anh chị không? Giãn đường mật trong gan. Có hiện tượng sơ hóa gan một chút, nhìn cấu trúc gan nó thô. Và thứ hai nữa là có những cái đường mật cái giãn dạng túi kèm theo cái thận. Cái thận này nó to, mất phân biệt tỷ vỏ, có thể thấy được những cái nang nhỏ nhỏ. Hình ảnh thận đa nang dạng polycystic di truyền nặng ARBKD. Đây là khi anh chị nói là nang ống mật chủ thì nghe chuyện đó đơn giản, nhưng có một số chẩn đoán phân biệt phải biết. Đầu tiên là phải chẩn đoán phân biệt cái nang mặt treo dễ không? Dễ. Nang mặt treo tại sao dễ? Bởi vì nang mặt treo nằm trong tầng, đây là một cái bất thường của hệ bạch huyết mà, cho nên nó nằm trong rễ mặt treo. Cái này nó nằm phía dưới của tầng treo mặt, cái tầng mặt treo đại tràng nang. Và thứ hai, nang mặt treo thường nó đa ổ có vách, không khó. Cái chẩn đoán phân biệt thứ hai đó là nang ruột đôi tá tràng D2. Phải phân biệt cái nang ruột đôi tá tràng D2 với cái trường hợp nào? Đó là nang ống mật chủ tiếp 3. Nang ống mật chủ tiếp 3 nó xa cái ống mật niêm mạc của ống mật chủ vô lòng của tá tràng D2. Cho nên anh chị phải phân biệt. Như vậy làm sao phân biệt? Khó không? Không khó. Nang ống mật chủ tiếp 3 thì nó nằm trong lòng, còn nang ruột đôi nằm ở mặt sau trong của tá tràng D2, nằm ở mặt sau trong. Cho nên hỏi khó không? Khó. Không khó. Thứ ba, nang ruột đôi tá tràng thì vách nó dày, vách ống tiêu hóa, nên về cơ bản chẩn đoán không khó. Nang giả tụy thì có hay khó hơn một chút, bởi vì nang giả tụy, nhưng thường thường nang giả tụy sẽ có 3 điểm. Điểm đầu tiên, bệnh nhân có tiền căn chấn thương, tiền căn viêm tụy, chứ không tự nhiên đụng cái vô thấy có nang giả tụy liền được. Thứ hai nữa, cái nang giả tụy thường có thể nó nằm bất kỳ đâu, nằm ở rốn gan cũng được, nhưng nó không có sự thông thương với đường mật. Còn nang ống mật chủ thì phải có sự thông thương, nằm ngay tĩnh mạch cửa. À, một số anh chị thấy ôi nang buồng trứng mà chẩn đoán phân biệt gì, cái nằm tuốt ở dưới, cái nằm tuốt ở trên là sao phân biệt. Nhưng có những trường hợp nang buồng trứng ở trẻ sơ sinh nằm rất cao, nó phát triển từ dưới chuồng chậu nó lên tới dưới gan vẫn gặp. Nhưng nó khác ở chỗ nào? Nang buồng trứng ở trẻ em nó khác một điểm, đó là gì? Nó có cái cyst daughter, nang trứng chị em. Thứ hai, nó nằm từ dưới đẩy ruột lên trên, chứ không phải là trên đẩy xuống. Khó không? Không. Cho nên chị dùng những kỹ năng của mình để mình coi. Rồi chúng nó biết nang thận thận. Nang thận khó không? Không khó. Nang thượng thận nó nằm sau tĩnh mạch chủ dưới. Nang ống mạch chủ nó nằm ở phía trên, phía trước của tĩnh mạch, nằm ngay cạnh tĩnh mạch cửa, phía trước của tĩnh mạch chủ dưới. Nang thượng thận là nằm ở phía sau, bởi vì nó là một cái phía nó sau phúc mạc, nó nằm ở phía sau của cái tĩnh mạch chủ dưới. Cho nên việc chẩn đoán này thật ra là cái khó nhất, đó là nang gan. Nếu cái nang gan mà nó nằm cạnh rốn gan đôi khi khó à nha. Nó nằm cạnh tĩnh mạch cửa khó. Thì nói ngược lại, nếu cái nang nó nằm cạnh tĩnh mạch cửa, nằm ở khoảng rốn gan, thì đôi khi phải dùng tới một cái MRI. Hoặc là chụp đường mật trong lúc mổ, coi có phải là tiếp 2 hay không. Nó khó thôi. Đây là ảnh của một cái nang ruột đôi tá tràng D2. Anh chị thấy một cái cấu trúc dạng nang, nó đẩy cái tá tràng D2 ra ngoài biên, ra ngoài một chút. Và cái nang này có cấu trúc ống tiêu hóa, có cấu trúc ống tiêu hóa và có mức cạn dịch luôn. Hình ảnh của một cái nang ruột đôi tá tràng D2. Hoặc là khi anh chị thấy một cái nang giãn to đùng vậy, giãn to ở khoảng cửa, nhưng mà không thấy tiêu chuẩn nằm cạnh tĩnh mạch cửa, thì để chút xíu đắp le vô, thấy có flow. Đây là trường hợp giãn phình tĩnh mạch cửa.
Đúng ra tôi còn một cái hình rất hay, đó là gần đây nhất, cách đây vừa tuần rồi. Tĩnh mạch cửa giãn to đùng, nhưng mà cuối cùng phát hiện ra nó là bất thường, tĩnh mạch phổi về tim nó cắm vô tĩnh mạch cửa, làm cho tĩnh mạch cửa giãn to đùng, định đem vô làm cho chuẩn đoán biệt này, nhưng mà lu bu quá không kịp lấy ra. Tức là tĩnh mạch cửa bất thường, tĩnh mạch phổi về tim thể dưới tim, cái ống thu thập nó cắm vô tĩnh mạch cửa, nó đổ vô tĩnh mạch cửa đó, làm cho tĩnh mạch cửa giãn to đùng như này. Đó là cái cạm bẫy. Chẩn đoán cái mà chẩn đoán chị chẩn đoán nan mật chủ là anh chị chết tươi vô đó. Thì ý muốn nói là gì? Một trong những chẩn đoán phân biệt, mình đang vô phần chẩn đoán phân biệt, thì khi thấy một cái giãn to thì phải phân biệt đó gì, đó là túi phần tĩnh mạch cửa hay không. Túi phần tĩnh mạch cửa, câu hỏi đặt ra thứ hai là gì? Nó có thể do một cái cấm gì cấm vô hay không. Một cái nguyên nhân thứ hai đó là màng ngăn tĩnh mạch cửa. Bản thân tôi gặp là màng ngăn tĩnh mạch cửa, máu xịt vô nó phù giãn phình sau đó, giãn phình sau hẹp, cho nên cẩn thận chút, thấy hàng về thôi. Đối với nan ống mật chủ, nan ống mật chủ thì nhớ gì, nó có thể có những biến chứng sỏi, có biến chứng ung thư và biến chứng viêm phúc mạc mật. Cái biến chứng này cần nhớ gì? Nhớ hai điều thôi. Một đứa trẻ đến với anh chị trong bệnh cảnh có một cái sốt vàng da, thấy dịch ổ bụng, đường mật có sỏi bộ cặn bùn hoặc là dịch cặn bùn trong túi mật, trong đường mật là phải cảnh giác với một cái biến chứng viêm đường mật, nhiễm trùng đường mật. Một đứa trẻ mà nó có nang đường mật rồi mà nó kèm theo bệnh cảnh ối thì phải nghĩ và đi tìm có biến chứng viêm tụy cấp hay không, bằng cách nào thấy tụy nó to, ống tụy nó giãn, có hiện tượng phù nề ở khoảng quanh tụy. Sau chẩn đoán amila máu niệu, anh chị thấy nang mật chủ, thấy có hiện tượng phù nề tụy, có hiện tượng thâm nhiễm thì nghi ngờ biến chứng viêm tụy, làm gì? Thử đề nghị thử amila máu niệu, đề nghị viêm sơ một cánh cửa. Đây trường hợp anh chị thấy ống mật chủ này nó giãn to giãn cầu kèm theo hiện tượng phù nề thành túi mật, có cặn bùn trong túi mật luôn, hình ảnh của một cái nang mật chủ có biến chứng nhiễm trùng đường mật, có viên sỏi ở vùng ở đoạn đầu tụy. Nhưng mà ngày nay những viên sỏi bùn ở đoạn đầu tụy mà nó giãn xuống tuốt tới dưới, anh nhắc lại cẩn thận coi chừng có bất thường kinh trung tụy mật. Tại sao? Cái này nó không gọi là sỏi nữa, mà coi chừng đây là những cái nút protein. Cái nút protein, những cái nút này là do cái dịch tụy mật nó phản ứng với dịch mật đó, nó tạo ra những cái kết tụ, cho nên đây là những cái nút protein, nó cẩn thận chút. Đối với bệnh nhân nang ống mật chủ, nang ống mật chủ thì phẫu thuật của nó là phẫu thuật ru ăn y. Ru ăn y cũng là nó gần giống như Kasai, nó chỉ có một điểm khác là nối mật ruột, cắt quay ruột nên nối vô đường mật, cắt đồng bộ nang, cuối cùng trên nối mật đường mật vô trong cái ruột, chứ không phải là đem quay ruột đính lên rốn gan. Đem quay ruột đính lên khoảng rốn gan đó là Kasai, còn ru ăn y là đem nối mật ruột. Cho nên sau khi mổ xong, bệnh nhân có thể có hơi trong đường mật. Cho nên anh chị không thể nhầm lẫn hơi trong đường mật với sỏi đường mật. Thấy mình siêu âm sau khi sanh, mổ xong thấy có hơi trong đường mật, cả lời là phóng sỏi, bắn cả âm dơ, kết luận là sỏi, có chừng bị người ta không đồng ý. Mà đó là những trường hợp bệnh nhân nó bị có hơi. Nhưng chính vì nó có hơi, nhưng chính vì nó bị ngược dòng, cho nên những bệnh nhân đó nó có nguy cơ bị viêm sơ đường mật, nhiễm trùng đường mật ngược dòng. Tại anh chị nói mật ruột, hơi dịch nó trào lên, cho nên nó có nguy cơ bị viêm, gọi là viêm đường mật ngược dòng, viêm sơ đường mật ngược dòng. Và chính vì cái viêm sơ đường mật ngược dòng đó lại là yếu tố thúc đẩy sơ gan, thúc đẩy sơ gan. Cho nên một bệnh nhân sau phẫu thuật gửi đến anh chị, một bệnh nhân sau phẫu thuật ru ăn y, bây giờ gửi đến anh chị trong bệnh cảnh vàng da, thì có ba điều phải nghĩ. Điểm đầu tiên, hẹp miệng nói.
hẹp miệng nói. Hai là viêm sớ đường mật ngược dòng. Tại sao? Bởi vì cái viêm sớ đường mật ngược dòng đó nó biểu hiện bằng cái sốt, cái đau vàng da. Còn nó bị hẹp miệng nói thì nó chỉ bị hiện đau bụng, mà trên xem anh chị thấy có dấu hiệu tắc mạch. Dễ không? Đây là những cái viên sỏi. Viên sỏi sau phẫu thuật ruông y cho một đứa trẻ 12 tuổi. Nó được phẫu thuật ruông y và thấy những cái viên sỏi nó bùng lên. Anh chị thấy có hơi trong đường mật. Hơi trong đường mật. Đối với một đứa trẻ thủng đường mật, anh chị nghe cái chắc mới chết quá. Nhưng mà hơi điện thôi, tôi cũng đuối rồi đó. Nhưng mà nói anh chị nghe, thủng đường mật làm sao nghĩ tới. Chỉ có ba chuyện. Thủng đường mật, có thể thủng đường mật tự nhiên do cơ chế ischemy, thì thường ở những đứa trẻ sơ sinh. Nhưng thủng đường mật cũng có thể xảy ra trên nền tảng của nhiễm trùng, trên nền tảng của nang ống mật chủ nó thủng. Như vậy cái thủng đường mật này làm sao anh chị nghĩ tới nó? Chị nhớ cho tôi ba chuyện nữa là gì? Bệnh nhân này đến trong bệnh cảnh của một cái bụng nó bán bụng, nó sốt, nó đau, thấy bán bụng dịch nó có hồi âm là phải cảnh giác. Vậy thôi, trước cảnh giác nha. Để nghĩ tới thủng đường mật thì thấy có đường mật nó hơi giãn. Có thể giãn to, giãn ít. Thậm chí ống mật chủ đôi khi nó không giãn nhiều. Nhưng mà cái vách của nó không nham nhở. Tại do điều kiện thứ nhất là mình thấy bệnh nhân nó đợi. Không, tôi kể cho anh chị nghe những ca bệnh mà nó rất là hay. Bệnh nhân có lý do mà bệnh nhân chỉ đến cho bệnh cảnh một cái đau bụng mà chẩn đoán thủng đường mật. Như vậy thì trên siêu âm mình làm sao chẩn đoán được? Thì có anh nhớ nhắc lại giùm, để chẩn đoán siêu âm gửi thủng đường mật, đầu tiên là thấy có dịch ổ bụng, có hồi âm miệng. Thứ hai là có thể thấy một cái bắn, như nãy nó bắn bụng đó mà không giải thích được. Nếu một cái đứa trẻ nó vàng da là phải cảnh giác. Thứ ba nữa là thấy đường mật có thể giãn hay không giãn, thậm chí có một cái nang mật ở khoảng rốn gan, khoảng cửa có thể kèm theo giãn đường mật hay không tùy. Thì phải nghĩ đến. Mà khi anh chị nghĩ đến rồi làm cái gì? Chọt vô một cái, rút găng ống mật. Đó là cái test chẩn đoán. Đây là trường hợp mà tôi chẩn đoán thủng nang mật chủ này. Đỉnh máy nó có phim. Mật chủ nó thủng đây. Thủng nang đường mật. Dịch ổ bụng có hồi âm miệng. Tóm lại, anh chị nói ba câu. Câu đầu tiên là đứng trước một đứa trẻ vàng da kéo dài trên 2 tuần sơ sinh, làm ơn nghĩ tới dùm teo đường mật. Trước khi anh chị có bằng chứng ngược lại vậy thôi. Tại sao? Bởi vì thời gian vàng chỉ cho phép được tới 2-3 tháng. Điều thứ hai, siêu âm vẫn là phương tiện đầu tiên trong bước đầu khảo sát bệnh nhân vàng da ứ mật. Nghĩ đến teo đường mật khi nó có những dấu chứng TC sai, dấu chứng mật, dấu hiệu nang rốn gan rất, hoặc một trong những thành phần của hội chứng đa lắc. Đó là thứ hai. Thứ ba, ở bệnh nhân viêm tụy tái đi tái lại, ở bệnh nhân thấy đường mật lúc giãn lúc không, thấy có nút đạm, làm ơn nghĩ đến bất thường kinh trung tụy mật. Tại sao bất thường kinh trung tụy mật? Trường phái của Nhật nó nói rằng nếu bất thường kinh trung tụy mật mà túi đường mật không giãn nhiều thì nó cắt túi mật dự phòng, nó ngừa ung thư đường mật. Còn nếu nó có giãn đường mật, giãn dạng nang rồi thì nó làm như phẫu thuật ruông y thôi. Ok, vậy đó. Rồi, như đó thôi. Hơi đuối một chút xíu nhưng tại thấy bệnh nhân ngồi đứng lốc nó dưới kia rồi. Anh chị có hỏi gì thêm không? 1, 2, 3, trời thấy đông quá. Dạ em xin phép hỏi thầy một câu là trong cái trường hợp mà phải chẩn đoán
giãn à, teo động mạch bẩm sinh dựa vào sinh thiết gan á, thì là cái vị trí nào mà mình nhắm kim đến để lấy mẫu? Dạ. Hai điều. Điều đầu tiên, đến giờ phút này đường sinh thiết gan vẫn làm và cho phép làm, đó là trên đường trung đoàn đường nách giữa, đi dưới xương sườn, đường nách giữa, trên đường vú nè, xin lỗi, đường trên đường vú, đường trung đoàn đó, đó là vị trí sinh thiết làm thường quy. Tại vì trong teo đường mật, chỉ cần anh chị thấy có sự tăng sản, những tiểu quản mật, có nút mật, có phản viêm là đủ. Nó không phải đòi hỏi anh chị hãy lấy mẫu đúng chỗ này, đúng chỗ kia. Tại sao lấy mẫu đúng chỗ này, đúng chỗ kia? Là trong bệnh cảnh của anh, một số người sợ nó bị viêm, viêm đường mật, cái sơ gan sợ trong siêu âm đằng hầu để làm, hay là để đánh giá mức độ sơ gan. Trong teo đường mật, anh chị chọn vị trí đến giờ phút này là đường trung đoàn, trên đường trung đoàn hoặc là đường vú phải. Và vị trí đó thì đi vô. Thì một số người, một số anh chị ở phẫu đòi hỏi phải đủ 10 khoảng cửa. Nhưng mà khi mà anh hướng dẫn sinh thiết chọc trò, sinh thiết chỉ cần một khoảng dài khoảng chừng một phân rồi, 8mm là chiều dài của đọc cái mẫu là đủ. Còn có định, em ý em muốn hỏi là có sự khác biệt vị trí hay không, thì ở phút này thì không. Ở bệnh viện cái đồng một và đến phút này trong hướng dẫn để sinh thiết chỉ đi một điểm duy nhất trên đường vị trí anh chọn. Nhưng trong tiến trình anh làm để anh hướng dẫn cho bác sĩ sinh thiết thì anh ký nhiệm vụ 3 điều: tránh mạch máu lớn, tránh vô những cái khoảng vô túi mật nếu mình thấy, và né túi mật, né cái mạch máu lớn, đó là vị trí sinh thiết. Vâng ạ. Thầy là cho em hỏi chút về bệnh lý teo đường mật bẩm sinh ạ. Cái dấu hiệu mà tôi ghi sai á, thì thường mình sẽ chọn vị trí nào dài nhất để đo, hay là mình đo vào cái khoảng hợp lưu của tĩnh mạch cửa nhánh trái và nhánh phải. Với một câu thứ hai nữa là trong cái guideline 2013 thì nó có hướng dẫn có một cái tiêu chí là dòng chảy dưới bao gan đó thầy. Thì thầy có thể nói sơ qua về cái rút lơ khảo sát dòng chảy dưới bao gan. Cái hai điều. Điều đầu tiên là cái TC sai đó. TC sai đã nói đây là cái khoảng, đây là cái cấu trúc hồi âm dày ở khoảng cửa rống gan. Thường thường thì nó nói là mình nên đo chỗ bifurcation, chỗ chia nhánh tới mạch cửa. Nhưng vì nó tùy theo cái thể, có những thể trong gan tiếp 1, tiếp 2 hay là tiếp 3, tùy. Cái tiếp 1 của mình nó chỉ ống mật chủ thì em đo đoạn dưới thì được, nhưng đoạn bên trong. Nhưng mà những tiếp khác, ví dụ tiếp 4 lên tới trong. Cho nên ở đây vấn đề là gì? Em đo cái khoảng nào mà em thông thường là chỗ bi phục xong là tới chuẩn. Còn có khi anh lệch sang cái nhánh của gan phải, có khi anh lệch sang nhánh bên trái một chút, nhưng miễn cái khoảng dày đó đủ tiêu chuẩn. Anh nói rồi, 3.5mm đủ tiêu chuẩn. Có thể là trong bên trái một chút, là trong bên phải một chút, miễn là cái khoảng dày đó là bất thường ấy. Nó khoảng dày đó nó đâu phải là bình thường. Cái dày của nó là do hiện tượng sơ quá, mình đo nó hơi qua sang nhánh bên phải một chút, sang nhánh bên trái một chút. Thậm chí có trường hợp anh chỉ thấy một cái nhánh bên trái thôi dày, và anh trả lời là phân tiếp luôn, và nó mổ ra là teo đường mật. Cho nên cái vấn đề của mình là gì? Không, em lựa cái khoảng nào mà em thấy nó dày lên, dày cui lên, hồi âm dày, và em đo đủ tiêu chuẩn cho em chẩn đoán. Em hiểu không? Còn cái dấu hiệu dòng chảy dưới bao, thật lòng mà nói, trong sách vở tài liệu có một số, hay là guideline, một số cái báo cáo, nhưng đến giờ phút này chưa áp dụng. Tại vì nó cần có yếu tố thực tiễn, hiểu chưa có làm. Anh không có dám nói về nhiều về cái dấu hiệu dòng chảy dưới bao. Đến giờ phút này thật ra thấy trong quá trình làm thì làm siêu âm để mà sự hiện diện của dòng chảy dưới bao trễ quá. Thật ra là chẳng qua là hiện tượng sơ quá gan, sơ gan nó tăng áp cửa, em hiểu không? Có xuất hiện những tuần hoàn bằng hệ thôi. Thường giai đoạn trễ em mới thấy nó rồi. Cho nên anh thường anh không đợi nó trễ. Dạ.
Dạ, phương pháp mà trong cái đánh giá khớp háng, đánh giá độ bao phủ xương, tức là độ bao phủ trọn xương đùi đó, có hai điều. Cái điều đầu tiên là trong tiến trình mình làm cũng đi đủ ba móc giải phẫu, thấy được trọn xương đùi. Nhưng mà cái quan trọng là anh chị thấy được cái gì? Thứ nhất, xương cánh chậu song song mặt phẳng da, thấy được cái phần cái labrum, tức là mái sụn. Và cái mốc thứ ba đó là cái ụ ngồi. Đấy, đó là giống thế chân vàng. Và cố gắng lắc tới lắc lui để thấy được cái phần là cái phần chõm xương đùi nó tròn nhất, mà thấy được một chút xíu hơi ở đáy ổ cối. Tại sao nè? Nếu anh nói là thấy được một chút xíu hơi ở đáy ổ cối để anh chị đạt được cái độ sâu. Thì khi mình đã đạt được mình sẽ kéo một cái đường chuẩn đi qua xương cánh chậu song song mặt phẳng da. Thì cái phần mà nó nằm ở phía dưới, đây nè, cái đoạn này nè, đó, cái phần dưới này nè, là cái phần chỗ cái đùi nằm trong ổ cối. Thì khi đó cái đùi về mặt chỗ bao phủ, nghĩa là cái phần mà chỗ cái đùi nằm trong ổ cối hơn. Thì cái phần đó, bình thường, khoảng 10% lớn hơn bằng 50%. Thì cái đó là cái độ bao. Độ bao phủ xương là cái phần xương mà nó nằm trong ổ cối. Mà phần xương nằm trong ổ cối là anh chị kéo một cái đường chuẩn đi qua xương cánh chậu song song mặt phẳng da. Thì cái phần nằm bên dưới là phần nằm bên dưới, đó là cái phần nằm trong ổ cối. Mà khi nó nằm trong ổ cối hay ổ chảo đó, thì khi nằm trong đó có nghĩa là cái phần đó người ta gọi là độ bao phủ xương. Và cái điều quan trọng thứ hai là cái bình thường thì 50-50 vậy đó anh chị, không là cái phần nằm bên dưới thì đó, cái đường chuẩn nó sẽ chia ra gì Lý? Dạ thầy cho em hỏi là trong một số cá mà u não mực chủ á, ba viên mà lúc trẻ của anh lớn á, em thấy có một số cái nốt. Dạ em thấy có một số nốt tăng ấm á, nó nằm dọc theo cái thanh của cái não ở mực chủ đó, nhưng mà em di chuyển nó cũng không di chuyển, là cố định á. Em hiểu đó là do cái sỏi bung hay là cái có hóa ác thế? Ở đây có hai vấn đề lớn nè. Khi em thấy ống mực chủ nó giãn dạng nang, ống mực chủ nó giãn dạng nang, trên thành của nó trên thành, hoàn toàn trên thành nó có những cái nốt hồi âm dày hả? Thì coi chừng đó là những cái cặn bùng sỏi qua cặn bùng. Nhưng cẩn thận như nãy anh nói, nếu như mà nó giãn thôi, giãn hơi hơi, mà những cái đó coi chừng đó là những cái nút protein do một cái phản ứng của men tụy và dịch mật, nó sẽ kết tụ dính lên đó. Cho nên đó là những cái nút protein, nó cặn protein, nó cẩn thận, thì nó là yếu tố gợi ý em. Và tất nhiên nó còn một đặc điểm thứ ba, đó là gì? Vách túi mật lớp niêm echo nó kém. Nếu túi mật mà lớp niêm nó kém, thành nó dày mà nó kém, kèm theo giãn đường mật, kèm theo cái cặn nút protein, thì chắc chắn nó là bất thường kinh trung tụy mật. Anh chị có hỏi gì thêm không?
Nếu không có thì mình qua coi bệnh nhân lại. Còn 200. Và cái em bé nhà mình đó thì cái thận của em bé thì siêu âm lần trước đó thì nghi ngờ theo dõi bệnh lý chủng mô thận. Có hai điểm rất quan trọng. Một đứa trẻ có yếu tố sản khoa đến với em trong bệnh cảnh suy thận mà tiểu máu, cái phản xạ đầu tiên chỉ nghĩ một huyết tắc tĩnh mạch thận không có hay không có. Bởi vì huyết tắc tĩnh mạch thận nó sẽ đưa đến gì? Tiểu máu, suy thận. Điều thứ hai, tổn thương thận do anoxy. À, tổn thương thận anoxy nó là hình ảnh của hoại tử vỏ thận cấp. Có thử không? Nếu mà thận hai bên cùng to thì lúc đó có từ hoại tử vỏ thận cấp. Cái đặc điểm của em bé này mà khi em bé đi tiểu máu là em bị tiểu máu, máu tươi, máu mà toàn bộ, có mà có lúc là chỉ có những cái cục máu đông. Má có bị huyết áp cao không vậy? Má có đo? Má có đo là không? Có đo không?
Nhưng mà đây mình vẫn thấy nó có phân biệt tỷ vật thế này. Nó tiểu máu cái lúc là máu cục à? Em bé tiểu máu rất là sớm, khoảng cỡ ngày thứ hai nó bắt đầu là tiểu máu rồi. Mà ra từng cục như vậy á. Chịu dễ, chịu khó. Chịu dễ, chịu khó. Giai đoạn là ngày thứ tư, thứ năm là em bé tiểu ít, sau đó điều trị lợi tiểu thì em bé tiểu nhiều. Và sau đó điều trị con lợi tiểu khoảng 2-3 tuần thì ngừng lợi tiểu, em bé tiểu được. Hiện tại thì tiểu rất là tốt. Thứ nhất là để hai bên hai chỗ có giãn nhẹ được ở đồng hồ hai bên, được chưa? Đi đâu đi? Bây giãn thì giãn nhẹ được ở đồng hồ hai bên. Thấy bình thường không thấy mà khi thấy là có giãn là một. Còn nào thì sỏi. Cái gì? Máu Thank you.
tổng tiểu á, tổng thứ tiểu thì khoảng chừng 2 tuần sau nên kiểm tra lại. Về lâm sàng anh thấy đang diễn tiến thuận lợi. Nhưng mà nếu như đứa trẻ này nó có dấu hiệu của nhiễm trùng tiểu, có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu thì nên chụp cystography. Tại sao nó có dấu hiệu của một cái trong bàng quang thận? Cái này có trong bàng quang thận. Cho nên nếu nó biểu hiện nhiễm trùng tiểu một lần nữa, bắt buộc em phải làm cái cysto. Mà nếu như cysto mà nó có trong ngược nữa thì bắt buộc phải điều trị kháng sinh dự phòng, cho dùng kháng sinh dự phòng. Bởi vì những cái trong ngược bằng quan thận, nếu mà em không dự phòng, nó sẽ tổn thương âm thầm mà sau này nó xuất hiện suy thượng mãn đó. Cho nên anh vẫn chủ trương là cái này về hiện tại nó ổn, cho nên không gì vội vã. Hai tuần sau mình tầm tổng thức nó tiểu lại để mình coi nó có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu nữa hay không. Chứ tiểu máu thì chắc hết rồi, nó không chịu thọc nó tiểu máu rồi. Em bé đi là theo dõi mới sinh được mấy ngày rồi ạ? 4 ngày, ngày hôm qua là trận theo dõi một cái chẩn đoán trật khớp háng bẩm sinh. Mình mới sinh 4 ngày nhưng mình nghi ngờ nó trật lâm sàng rồi. Giữ
hiểu không? Nằm nghiêng, giữ thẳng đứng. Mẹ ở tay đây. Mẹ giữ đây, đó. Em thường nhiệt đó, ok. Giờ vừa phải thôi. Thì khi đó, khớp kháng cho em. Rồi. Đặt đầu giò. Đặt đầu giò. Để. Đó. Đúng không? Đừng có quá mức. Đặt đầu giò ngay mấu chuyện lớn. Nhìn. Đó. Xương cánh chậu phải song song mặt da cái ụ ngồi. À, xương cánh chậu song song da cái ụ ngồi lạc tung đây, xuống đi khác đi. Thấy không? Đây là chỗ xương đùi. Anh cho anh qua đây một chút. Đó, cái thứ hai. Anh thấy được gì đó. Đây là mối chuyện cổ xương đùi. Anh thấy không? Ép đang làm cách dynamic rồi. Em có thấy sự khác biệt một chút xíu không? Tại khi mà đẩy lên quá. Khi em đẩy nó lên là nó sẽ ra ngoài chút xíu đó. Cái này nó đang lỏng lẻ. Nếu đây bây giờ mình thấy gì đó. Cái này nó đang ở tiếp 2. Đo đẹp. Thứ nhất anh sẽ đo cái độ bao phủ xương. Tại sao ở đây thấy ủng hộ độ bao phủ xương đầu đây không độ bao phủ xương đây là không đây mình kéo một cái đường đi qua xương cánh chậu đúng không để nằm đây thì cái phần này phần dưới nè bắt đầu từ đây tại cái này nó không cho mình vẽ đường chuẩn nè anh chỉ có hai một hai anh nghĩ là cái phần này phần dưới rồi đi xương cánh chậu ok đã có một cái tưởng tượng đây đường chuẩn đúng không. Đây là phần đi một là cái phần là nằm ở phía dưới. Đi hai của em là cái đường này là đường 50%. Là cái phần kẻ đường chuẩn nha, cái phần tôi đo là cái phần nằm ở trong cổng khối. Ok rồi. Cái thứ hai anh đo góc, anh cũng kéo một cái đường chuẩn đi qua đây. Mặt xương cứ đựng đi đây nó mặt xương này đi qua mặt xương xong xong một cổ da và các con sao này cái năng đâu lùi lại. Em đi qua phần dưới cái cánh chậu đúng không? Enter. Chẳng đâu. Gì? Không, đây. Không. Để vẽ một đường chuẩn đi qua xương cánh chậu đúng không? Cái thứ hai nữa là mình sẽ điều cơ bản là đôi này. Góc alpha 57 độ, em hiểu không? Góc alpha 57 độ thì góc alpha 2 chiều, nó hơi giảm một chút. Nhưng độ bao phủ 50% vẫn là như vậy, nhưng mà không, mình nhìn đây mình thấy nó hơi trùng.
cho bút em. Xong khi nó vậy nó khóc nó co duỗi mình ép nó sẽ bung ra. Này bây giờ đẹp hơn nè, thấy không? Ở đây nhìn nó đẹp hơn bên kia, cái độ chưa ngay lắm em, cái này nó hơi xéo xéo này không, mặc dù mình hét cái cẩm xuống rồi rất là ok, nhưng mà nó, cái độ dốc cái tôi anh không này được này, hiểu không? Về cơ bản đa chiều, thứ nhất khi em đánh giá cái độ là trong cái đánh giá cái phương pháp pháp á, cố gắng cũng vậy, xương cánh chậu, xương phẳng da, thấy được cái lạp lùm đây và thấy được cái cổ, xương đùi và cái mối chuyện lớn, đúng không? Đó là pháp. Còn tia sen thì cố gắng lấy được cái tròn nhất nha, và anh sẽ đo trong tia sen thì anh đánh giá cái độ bao phủ, kéo một cái đường chuẩn đi qua xuống tròn nha. Đó, thì nó sẽ đi qua. Thứ hai nữa, nó sẽ chia cái gì? Nó chia cái chỗ xuống đùi nha. 51%, ok. Nếu một số trường hợp này, nó không, cái độ sâu của đau có nha, nó bình thường nha. Em coi thử, ví dụ cái này khoảng chừng 2-3 ly thôi. Hiểu không? Trên 4mm nó cũng rất có giá trị đi, cũng gợi ý. Trên 4mm, hiểu không? Tại khi mà cái mô sơ này nó dày lên, có nghĩa là cái chõm xương nằm bên ngoài nhiều hơn, cũng là dấu hiệu giá trị. Trong hợp này mình đánh giá độ bao phủ là như 51% rồi, bây giờ anh đo cái gốc. Nó ngay chỗ cái vị trí đấy à. Ở bên phải mình nãy mình lên 51 độ đúng không? Ở bên phải. Bên phải. Nó góc này lớn nè. Nói chung là cái này bên phải bình thường, bên trái cái độ bao góc alpha nó chưa đủ 60 độ, 57 độ, nhưng độ bao phủ 50%. Nói ngược lại. Hôm nãy mình thấy cái này nó cho nên về cơ bản thì anh nghĩ là cái bên trái em bé đi rồi. À, nếu em bé còn đây mình nghĩ sáng bên trái thì nó có ôm lớn gì không? Dạ đi. Thank you.
không tương hợp giữa hai phương pháp thì mình nên làm cho các cháu không học được. Ca này thì bệnh nhân này là có sốt trước đó 2 tuần rồi. Thì ở tuyến trước là có chẩn đoán một cái viêm ở tuyến tim mạch, mà bọn em làm trên siêu âm thì cũng thấy cái phần có một phần echo kém, nó nằm ở phía đáy tim mạch mà xung quanh nó thâm nhiễm mỡ, thì nhờ thầy kiểm tra lại xem thử có phải là viêm ở tuyến tim mạch hay không. Tăng sản sợi tuyến tức mật có 3 tiêu chuẩn để chẩn đoán. Kim tuyến bắt nó dày, có những nang nhỏ, có lắng những tinh cholesterol. Thì lúc đó mình chưa. Nè, em thấy không? Tăng sản sợi tuyến nó dày khu trú ở vùng đáy, nó có nang nhỏ đây. Đây nè. Có chút nang nhỏ. Nang để nè. Nè. Dày khu trú. Dày, đây là cái thể khu trú thôi. Nhưng câu hỏi đặt ra hai điều. Điều đầu tiên là vì anh thấy những đứa trẻ bị tăng sản sợi tuyến này đa phần có liên quan HB. Cho nên nhiều khi mình điều trị cái này, khi hoặc điều trị HP là nó cũng không hết, hoặc điều trị này hết rồi nó vẫn đau. Đó. Về mặt cơ bản, nó chỉ thiếu cái gì biết không? Đuôi sau chổi, cố gắng đang đi tìm coi nó có đuôi sau chổi không? Nó dày thì có nang nhỏ thì có, mình đang đi cố gắng đi tìm coi nó